Hôm nay sư giảng bài số 12 của Kinh Trung Bộ. Và bài kinh hôm nay có tựa đề là Đại Kinh Sư Tử Hống. Thì cái bài kinh hôm trước, bài kinh số 11 thì là Tiểu Kinh Sư Tử Hống. Còn hôm nay là Đại Kinh Sư Tử Hống. Thì bài kinh hôm nay ý muốn nói rằng Đức Phật sẽ nói một cái bài pháp có cái uy lực lớn hơn cái bài pháp trước. Hay là cái tiếng rống con sư tử ấy, thì có lúc cái rống bé, có lúc cái rống to, tùy theo từng hoàn cảnh, từng trường hợp. Thế thì cái mục đích mà muốn nói là tiếng rống con sư tử để ý muốn nói là khi tiếng rống con sư tử lên thì át đi tất cả những cái tiếng kêu của những cái loài muông thú tầm thường khác. Thì ý muốn nói là khi Đức Phật thuyết giảng lên cái giáo pháp thâm sâu vi diệu để xua tan những cái tà kiến, những cái tà pháp của các hàng ngoại đạo ở trên đời. Thì cái nguyên nhân mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống này là lúc bấy giờ là có một cái vị tỳ kheo, tức là cái vị này cũng đã đi xuất gia trở thành quý vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật ở trong giáo pháp rồi, và sau đó thì cái vị này từ bỏ pháp luật, tức là trở về hoàn tục. Khi mà cái vị này trở về hoàn tục thì đi nói xấu Đức Phật. Cái vị đó nói rằng Đức Phật không có pháp thượng nhân, không có chi kiến thù thắng, không phải là bậc thánh nhân. Thì ý của cái vị này muốn nói rằng Đức Phật cũng là một cái phàm nhân như giống như những người bình thường, không có những cái thượng nhân thần thông. Thì bởi vì cái thời Đức Phật cũng thế, thời nay cũng thế, thì đi tu thì mỗi người có một cái mục đích khác nhau. Khi đến với giáo pháp, thì với một cái người mà có cái tâm tầm cầu giáo pháp, tầm cầu trí tuệ, tầm cầu giải thoát, tầm cầu cái chữ chấm dứt khổ đau, thì sẽ không có những cái tà kiến đấy. Thì những cái vị đấy sẽ không có cái sự bất mãn và sẽ không hoàn tục, hay là sẽ không, khi mà hoàn tục rồi sẽ không có cái sự, những cái lời phỉ báng chỉ trích lại bậc đạo sư. Nhưng mà đôi khi có một số những người, người ta đi xuất gia với cái mục đích, ví dụ như là người ta nghe Đức Phật, nghe nói Đức Phật có những cái năng lực thần thông, là một cái bậc thánh nhân siêu phàm, thì người ta muốn đến, người ta tu tập để người ta chứng kiến, người ta xem có thật là như vậy không. Người nghe đồn rằng cái vị đấy có những cái năng lực siêu phàm như vậy, thì có thật là cái vị đó có những cái năng lực đấy không? Thì cái vị đó khi đến sống với Đức Phật thì thấy vẫn sinh hoạt như một con người bình thường, vẫn là người bằng xương bằng thịt, hàng ngày vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm những công việc thông thường này. Thì không phải lúc nào Đức Phật cũng thị hiện cái thượng nhân pháp, không phải lúc nào Ngài cũng thi triển thần thông, mà phải tùy theo cái hoàn cảnh, cái trường hợp nào đặc biệt cần thiết, đặc biệt hy hữu thì Đức Phật mới làm cái chuyện đó. Và đây là một cái lý do mà khiến cho một cái vị này đã từ bỏ giáo pháp và đi phỉ báng Đức Phật. Thì cũng có những người đôi khi người ta đi xuất gia vì cái danh vọng lợi dưỡng. Người ta nghĩ rằng đi xuất gia sẽ được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, được nhiều cái lợi dưỡng cao. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn. Thì sau khi mà đi xuất gia rồi người ta không đạt được cái mục đích đấy, thì người ta cũng sẽ quay ra, người ta từ bỏ pháp, và người ta cũng có thể là nói xấu lại những cái bậc thầy. Thì ở trên đời thì sẽ là có những cái chuyện như thế. Vì vậy cho nên là đến những cái bậc rất là hoàn hảo, những người rất là cao thượng giống như Đức Phật, thì đôi khi cũng không thể chiều lòng hết mọi người được. Cũng có những người, người ta không hài lòng và người ta từ bỏ, và sau đó người ta sẽ có những cái lời nói phỉ báng chỉ trích nạn. Và đó là cái lý do, đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật đã thuyết giảng lên cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống này, để Đức Phật muốn khẳng định một cái điều chắc chắn rằng là Đức Phật là bậc có những cái thượng nhân pháp, có những cái năng lực thần thông siêu nhiên, phi phàm phi thường, chứ không phải là một cái người tầm thường như là một cái
người như là một cái vị đệ tử đã từ bỏ cái giáo pháp này, nói mà Đức Phật muốn nói đến những cái năng lực của một vị Phật rất là cao thượng. Thì đấy là, và trong cái bài kinh này thì Đức Phật sẽ nói về những cái thượng nhân pháp, về những cái pháp thần thông của một vị Phật, nói về những cái ân đức cao thượng của một vị Phật, hay là về cái trí tuệ siêu phàm, hay còn gọi là 10 cái trí lực. Đức Phật gọi, còn có thể được gọi là một đấng thập lực, 10 cái năng lực của trí tuệ, 4 vô sở úy. Và Đức Phật cũng muốn nói về cái sự nhiễu thông các cái cảnh giới của các chúng sinh, và các cái nguyên nhân mà tái sinh về các cái cõi sống, các sinh thú khác nhau, con đường đi đến các cái sinh thú khác nhau. Và trong bài kinh này Đức Phật cũng nói về những cái pháp tu khổ hạnh, không đem lại cái lợi ích, không đem lại cái kết quả, tức là không dẫn đến cái sự chứng đắc một cái đạo quả nào, tức là muốn đả phá về những cái tà kiến ở trên đời của các hàng ngoại đạo, chú trọng vào cái con đường tu khổ hạnh. Mà Đức Phật thì chú trọng vào cái con đường tu trung đạo, không chú trọng về con đường tu khổ hạnh. Thì đó là cái nội dung của cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống này. Thì đây là trong buổi đầu bài kinh Đức Phật dạy như thế này: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Vesani Tỷ Xá Ni, ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía tây, lúc bấy giờ Suna Khát Tá thuộc bộ Nộc, thuộc bộ Nạc Nichavi, vừa mới từ bỏ pháp luật này, nói những lời nói như sau trong hội chúng Vesani: Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Sa môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta vào trong buổi sáng cầm y bát đi vào trong thành khất thực. Rồi sau khi nghe Sunakhata thuộc bộ tộc Nichavi nói như thế, thì tôn giả Sariputta đã trở về và bạch lại với Đức Thế Tôn về những cái lời nói của cái vị Sunakhata này. Và Đức Thế Tôn đã nói như sau: Này Sariputta, Sunakhata phẫn nộ và ngu si, do phẫn nộ nên nói lời ấy. Này Sariputta, ông ta nghĩ ta sẽ nói xấu, thế mà kẻ ngu Sunakhata lại nói lời tán thán như này. Này Sariputta, ai nói như sau là tán thán như này? Pháp ấy được thuyết giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Thì cái mục đích của cái vị Sunakhata này là nói xấu Đức Phật, nhưng mà do cái sự ngu si thì vị đó nói xấu mà nó cũng không thành tựu cái lời nói xấu. Khi mà vị đó nói rằng Đức Phật là một cái vị không có pháp thượng nhân, không có chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh, thì đó là nói sai về Đức Phật, đó là cái sự cố tình nói xấu, xuyên tạc, phỉ báng Đức Phật. Nhưng mà rồi sau đó vị nói rằng là Sa-môn Gotama thuyết pháp vì cái pháp ấy được thuyết giảng cho một mục tiêu đặc biệt, đó là có khả năng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Thì cái câu nói này là một cái câu nói tán thán Đức Phật. Thì đúng là giáo pháp của Đức Phật được thuyết giảng vì một cái mục tiêu, đó là cho người thực hành hướng đến diệt tận khổ đau. Vậy thì cái sự cố tình xuyên tạc, phỉ báng và nói xấu Đức Phật của Sunakhata, thì đó mà vị ấy lại nói nên cả những cái lời tán thán Đức Phật. Rồi Đức Phật dạy tiếp: này Sariputta, đối với Sunakhata ngu si kia sẽ không có tùy pháp về ta như sau. Đây là như lai, A-na-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giả, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Sariputta, đối với Sunakhata ngu si kia sẽ không có tùy pháp về ta như sau. Đây là Thế Tôn đã chứng được các loại thần thông. Thì đấy là những cái mà Đức Phật biết rằng cái vị Sunakhata này là một cái người niệt tuệ, ngu si, không biết, không hiểu về Phật. Nên một cái người mà có cái trí tuệ hiểu về Đức Phật thì không có nhìn trên cái hình tướng,
Bởi vì Đức Phật cũng là một con người, sinh ra ở cõi người, cũng có cha, có mẹ, cũng sống bằng xương, bằng thịt, hàng ngày cũng ăn, cũng sinh hoạt bình thường, cũng hít thở, cũng ngủ, cũng tất cả những cái sinh hoạt như một cái người bình thường khác, chứ không có cái gì khác thường. Nếu mà nhìn về cái hình tướng bên ngoài, trông cũng là con người như nhau. Nhưng mà Đức Phật có những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, hay là có những cái ân đức đặc biệt mà chỉ có ở nơi một vị Phật mà những người thường không có. Thì đấy là một bậc Như Lai, một bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hay là minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật, thế tôn. Thì trong các cái pháp nói về niệm ân Đức Phật, thì Đức Phật thường dạy là niệm về các cái ân đức, như là Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, chánh miên chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật, thế tôn. Nhưng mà trong cái bài kinh này, thì Đức Phật nói đến một cái ân đức nữa, đó là ân đức Như Lai. Đây nó cũng là một cái danh xưng của Đức Phật. Đức Phật thường hay tự khi nói chuyện trước một cái hội chúng nào, thì Đức Phật cũng thường tự xưng mình là đấng Như Lai. Vậy thì tại sao mà trong khi niệm ân Đức Phật mình không niệm là Như Lai, mà chỉ niệm là ứng cúng chánh miên chi? Thì bởi vì Như Lai thì cũng có những cái nghĩa nó tương đồng với các cái ân đức khác. Ví dụ Như Lai ở đây có cái ý nghĩa là một bậc đã đi đến. Như Lai là bậc đã đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, đi đến chánh trí, đi đến niết bàn, đi đến diệt tận khổ đau, đi đến bờ bên kia. Đấy là có cái ý nghĩa Như Lai là thế. Còn những cái ân đức khác như là ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế nhân giả, thì những cái điều đó mỗi một cái ân đức đều có những cái ý nghĩa khác nhau. Một cái người mà có hiểu các cái ân đức này thì mới là một cái người có hiểu về Đức Phật. Một cái người mà không có hiểu những cái ân đức này thì không hiểu về Đức Phật. Cái người đấy biết rằng Như Lai là bậc ứng cúng bởi vì Ngài đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si. Ngài không còn những cái phiền não tham sân si như người thường, cho nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Ngài là một cái mảnh ruộng phước điền vô thượng, tối thượng ở trên thế gian này. Vì vậy cho nên là một cái người có cái tâm hoan hỷ cung kính cúng dường đến đấng Như Lai, đến bậc A-la-hán chánh đẳng giác như vậy, thì sẽ được lợi ích lớn, được công đức lớn. Đấy là một cái người có hiểu về Như Lai, hay là Như Lai mà bậc chánh đẳng giác, là một cái bậc giác ngộ viên mãn, là một cái bậc có cái trí tuệ thấu suốt tất cả quá khứ hiện tại và tương lai, không có bị chướng ngại, không bị ngăn che, không bị cản trở bởi một cái điều gì. Cho nên là Ngài có cái ân đức là chánh đẳng giác, Ngài có ân đức là minh hạnh túc, là một cái bậc có đầy đủ trí tuệ và đức hạnh cao thượng. Ở đây minh là nói về những cái pháp thượng nhân cao thượng như túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Đấy là những cái minh không phải là cái minh bình thường, như là một cái sự thông minh, học rộng biết nhiều của một cái người bình thường, mà đây là những cái minh của Đức Phật, là những cái minh siêu thế, là những cái minh cao thượng. Những cái hạnh của Đức Phật cũng không phải là những cái hạnh tầm thường, mà đây là giới hạnh, định hạnh, tuệ hạnh, giải thoát và giải thoát chi kiến hạnh. Đấy là những cái hạnh của một cái bậc thánh nhân cao thượng. Nên Đức Phật có những cái ân đức như là minh hạnh túc, thiện thệ. Thế là chỉ nói ra những cái lời đúng với chân lý, đúng với sự thật tối thượng, chứ không phải là những cái sự thật tầm thường hay là thế gian giải, là hiểu rõ về các cái pháp ở trong thế gian, về ở trong thế giới, thế gian này, cõi thế giới, chúng sinh thế giới, những cái con đường đi đến các cái cảnh giới khác nhau. Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu là một cái bậc điều phục được cả những cái người khó điều phục nhất. Thiên nhân sư là bậc thầy của trời người. Phật là một cái bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Thế tôn là cái bậc may mắn, bậc thừa tự, bậc thừa được những cái công đức, những cái phước lành, phước báu. Thì có một cái người mà có hiểu về các cái ân đức của Phật, thì cái người đấy mới là cái người có chánh trí, có cái niềm tin. Nó mới là cái niềm tin đúng. Còn có những cái người, người ta hiểu sai về Đức Phật, người ta nghĩ rằng Đức Phật là một cái người phàm phu bình thường, thì là cái người đấy là người có tà kiến, như là cái vị Sunakhata này. Nhưng mà cũng có người, nhất là ở cái thời đại ngày nay, khi mà cái Đức Phật nổi danh trên cuộc đời, thì người ta lại hiểu Đức Phật giống như một cái vị thần linh có thể ban phúc giáng họa cho đời, cho nên là
Người ta nghĩ rằng là đến lễ Phật cầu Phật, xin Phật, Phật sẽ ban cho điều này điều kia. Thì đấy cũng là một cái sự mê tín tà kiến của người đời. Người ta không hiểu được các cái ân đức của Phật. Cho nên là người ta, mỗi người ta sẽ nghĩ về Phật với một cái suy nghĩ khác nhau. Vậy nên là mỗi người sẽ đến với Phật với những cái tâm lý khác nhau. Ngay cả khi Đức Phật còn tại thế, người ta còn không hiểu đúng được về Phật. Huống chi là đã cách Đức Phật mấy ngàn năm, Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, thì bây giờ người ta hiểu sai về Phật cũng là cái lẽ thông thường. Nhưng mà trên đời này vẫn có những người có trí tuệ, những người có chánh trí hiểu đúng về Phật, thì cái người đấy sẽ có thể thực hành được đúng cái lời của Phật và đi đến đúng cái con đường chánh đạo. Còn những người khi đã hiểu sai về Phật thì người ta cũng sẽ hành sai và người ta sẽ đi lạc vào những cái con đường tà đạo. Tại vì ở trên đời cũng là thế, sẽ có những người trí, người ngu, người chánh, người tà, có những người thiện, người bất thiện, có những người hiểu đúng, người hiểu sai, có những người khen, có người chê, có người đến, có người đi. Đó là một cái lẽ thông thường ở trên đời. Thời nào cũng vậy, Phật còn ở đời cũng thế, mà Phật nhập Niết Bàn rồi thì những cái chuyện đó vẫn thường xuyên xảy ra. Thì ở đây Đức Phật nói rằng Thế Tôn là một bậc đã chứng được các loại thần thông. Đức Phật khẳng định rằng là như thế. Đức Phật là bậc có những cái năng lực thần thông siêu nhiên, chứ không phải là một cái người không có những cái năng lực thần thông. Đức Phật nói rằng có những cái năng lực thần thông như một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến tướng, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang qua hư không, độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước như đi ở trên đất liền, ngồi kiết giả trên hư không như con chim, và có thể là ngồi ngay ở dưới một chỗ này nhưng có thể đưa tay chạm vào mặt trăng mặt trời là chuyện bình thường. Đó là những cái năng lực gọi là thần túc thông của Đức Phật. Đức Phật có thể biến ra được một ngàn hàng vạn người giống y như mình. Ví dụ như là khi có những khi Đức Phật thuyết pháp trong một hội chúng đông hàng vạn, hàng trăm ngàn người, vô số người, hàng triệu người, thì lúc đấy Đức Phật sẽ hiện ra các cái hóa thân Phật, hiện ra nhiều Đức Phật cùng thuyết pháp. Mỗi một vị Phật sẽ thuyết một cái bài pháp phù hợp với căn cơ của người nghe. Cho nên là trong một cái bài pháp Đức Phật thuyết giảng có vô số người chứng đắc các đạo quả. Vì vậy cho nên là trong một bài kinh Đức Phật sẽ giảng nhiều cái pháp môn khác nhau, chứ không phải có những bài kinh Đức Phật chỉ chuyên chú vào một pháp, nhưng mà cũng có những bài kinh Đức Phật sẽ thuyết giảng nhiều cái pháp khác nhau, bởi vì trong hội cũng có nhiều người nghe, có nhiều căn tánh khác nhau. Và Đức Phật thuyết pháp với cái thuyết pháp bằng cái tha tâm trí, bằng cái năng lực gọi là giáo hóa thông, chứ không phải là Đức Phật thuyết pháp thông thường. Đức Phật quan sát được tâm của cái người nghe, quan sát được căn cơ, căn tánh, các cái ba la mật của người nghe, biết là cái người này nghe pháp gì sẽ mang lại cái lợi ích, hay là người này nghe pháp gì sẽ chứng ngộ được chân lý, thì Đức Phật sẽ thuyết giảng những cái pháp phù hợp. Nên thường trong một bài pháp Đức Phật thuyết giảng nhiều lĩnh vực, nhiều pháp môn, nhiều cái phương pháp để dẫn dắt một người đi đến sự giác ngộ. Và khi cần thì Đức Phật có thể thị hiện những cái năng lực thần thông đó, và có thể bay trên hư không, có thể đi trên đất nước như đi trên đất liền. Thì cái chuyện đó rất là thông thường và bình thường với một vị Phật. Và ngay cả một người phàm phu mà có thể thực hành được những cái pháp thiền định một cách viên mãn, một cách rốt ráo, tứ thiền bát định, thực hành tám thiền chứng trên các cái biến xứ Kasina thuần thục và có thể làm chủ được tâm theo những cái cách khác nhau, 14 cách thuần thục khác nhau, thì cái người đấy cũng có thể có những cái năng lực thần thông cũng như thế, cũng giống như Đức Phật này, cũng có thể hiện ra được nhiều thân, hoặc nhiều thân hiện ra một thân, đi ngang qua tạ vách, qua tường, qua núi là chuyện bình thường, đi trên đất liền, đi trên hư không như ở trên đất liền, đi trên mặt nước như đi trên đất liền là chuyện bình thường. Thì đấy được gọi là những cái thần túc thông của Đức Phật. Rồi Đức Phật nói tiếp này, Sariputta, đối với Sunakhata, người ngu si kia sẽ không có tùy pháp này về ta như sau. Đây là Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gần. Này Sariputta, đối với Sunakhata ngu si ấy, không có tùy thuận về ta như sau. Đây là Thế Tôn, sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh,
tâm loài người với tâm của mình, vị ấy biết được tâm có tham, tâm có sân hay tâm có si, tâm không tham, không sân, không si, tâm tán loạn hay tâm đại hành, hay tâm vô thượng hay tâm hạ niệt, tâm có thiền định hay tâm không thiền định, tâm giải thoát hay tâm không giải thoát, vị ấy sẽ biết rõ như vậy. Đây là một cái năng lực về thiên nhĩ thông và ta thâm thông. Thì Đức Phật cũng có những khả năng này. Đức Phật có thể nghe được tiếng của chư thiên nói chuyện với nhau, tiếng của người khác nói chuyện với nhau, dù ở xa bao nhiêu. Nhưng mà nếu như Đức Phật muốn thì Ngài có thể hướng cái tâm đến, hướng cái ánh sáng của tâm, Ngài hướng cái thiên nhĩ của mình đến, Ngài có thể nghe thấy những người khác đang nói chuyện gì, dù ở cái khoảng cách xa bao nhiêu không có giới hạn. Ngài có thể nghe được các cái chư thiên, các cái cõi phạm thiên người ta nói chuyện gì. Ngài có thể nghe thấy các những cái chúng sinh ở các cái thế giới khác, 3.000 đại thiên thế giới, thì Đức Phật cũng có thể nghe được người ta nói gì, thấy được người ta làm gì. Đấy là những cái năng lực rất là thông thường của một vị Phật. Hay là tha tâm trí, là biết rõ được người khác đang suy nghĩ gì, với cái tâm cao thượng hay là hạ liệt, thì ấy khởi lên một cái tâm tốt hay một cái tâm xấu, suy nghĩ một cái điều gì, thì Đức Phật có thể thấy rõ cái suy nghĩ đấy, biết rõ cái suy nghĩ đấy một cách chi tiết cụ thể, không có khó khăn gì. Thì đấy gọi là những cái phát thượng nhân của Đức Phật. Rồi Đức Phật giải tiếp: này Sariputta, Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai nực, chính nhờ thành tựu 10 nực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và vận chuyển pháp luôn. Thế nào là 10? Này Sariputta, ở đây Như Lai tuệ chi xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Đây gọi là chi thị xứ, phi xứ chi nực. Đấy là một cái năng lực thứ nhất của Đức Phật, gọi là xứ phi xứ chi nực. Đây là một cái Đức Phật còn được gọi là đấng thập nực, bởi vì Ngài có 10 cái năng lực của trí tuệ. Đức Phật có những cái năng lực, thì người ta thường thường ở trên đời người ta hay dùng cái từ năng lực để chỉ cho một cái người có sức mạnh về về cơ thể, về cơ bắp, về thể chất này. Ví dụ như cho hai cái người võ sĩ nên võ đài đấu võ với nhau để xem là người nào mạnh nhất, thì đấy được gọi là nực sĩ, được gọi là võ sĩ, được gọi là cái người có cái sức mạnh cao hơn. Nhưng mà ở đây Đức Phật dùng cái năng lực đó để chỉ cho trí tuệ. Đức Phật có những cái năng lực trí tuệ rất là thâm sâu, siêu phàm, mà một cái người bình thường không có được. Ở trong đó được gọi là 10 cái năng lực trí tuệ, hay gọi là thập nực. Thì cái thứ nhất được gọi là chi thị xứ phi xứ chi nực, thấy được đâu là xứ, đâu là không phải là xứ. Ở đây muốn nói rằng Đức Phật thấy được những cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy ra, có thể và không thể, cho nên được gọi là xứ phi xứ chi nực. Ví dụ như Đức Phật biết được rằng là một cái hành động bất thiện như sát sinh, trộm cắp, tà dâm không thể mang đến cái sự hạnh phúc, an vui ở tương lai. Ví dụ như là một cái người nào người ta có thể sát sinh, trộm cắp, tà dâm, rồi nhân cái sự sát sinh, trộm cắp, tà dâm đấy, người ta hưởng những cái dục nạc, cái hạnh phúc ở hiện tại này, cái hỉ, cái nạc ở ngay hiện tại thì có, nhưng đó là cái nhân, nó sẽ cho ra cái quả báo, đó là cái quả báo khổ đau ở trong tương lai. Chứ không bao giờ một cái hành động bất thiện như vậy lại đem đến cái sự hạnh phúc, an lạc. Khi nó chín mùi, cái nghiệp quả đó nó chín mùi thì nó sẽ cho ra cái quả báo khổ đau, bất hạnh, như là sinh vào các cõi đọa xứ, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Chứ không bao giờ những cái hành động bất thiện đấy mà nó lại cho ra cái quả báo hạnh phúc, an vui, như là được sống lâu, mạnh khỏe, sắc đẹp, trí tuệ ở cái cõi nhân gian, hay là ở cái cõi thiên giới, hay là được hưởng nhờ những cái tối thượng lạc, niết bàn, giải thoát. Không bao giờ chuyện sự tình ấy không bao giờ xảy ra. Đấy là gọi là xứ phi xứ thí nực, cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy ra. Những cái hành động thiện như là tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những hành động ấy không bao giờ đưa đến cái kết quả là bị rơi vào các đọa xứ ở trong tương lai, mà chắc chắn nó sẽ đưa lại những cái kết quả đó là cái sự an vui, hạnh phúc lâu dài ở trong tương lai, chứ không bao giờ nó cho ra cái quả báo khổ đau. Vì vậy đấy được gọi là những cái có thể xảy ra và những cái điều không thể xảy ra. Vậy thì một cái hành động bất thiện chỉ có thể
đưa đến những cái khổ đau, chứ không bao giờ đưa đến hạnh phúc. Một cái hành động thiện chỉ có đưa đến sự an vui hạnh phúc, chứ không bao giờ đi đến khổ đau hết. Đấy là một cái điều chắc chắn nó sẽ xảy ra là như vậy. Nên là Đức Phật khẳng định là như thế. Đó là và có những cái điều mà còn cao thượng hơn, còn thù thắng hơn mà một vị Phật có thể thấy được. Ví dụ như là một vị Phật có thể biết được rằng là một cái người với tâm có tham, có sân, có si, thì chắc chắn cái người đấy sẽ có những cái lời nói hành động đưa đến những cái sự bất thiện và sẽ dẫn đến những cái khổ đau. Một cái tâm vô tham, vô sân, vô si thì sẽ đưa đến những cái hành động thiện này và sẽ đưa đến những cái kết quả an vui hạnh phúc ở trong tương lai. Vậy nên đấy là cái nguyên nhân của cái khổ đau, cũng là từ những cái tâm bất thiện. Nguyên nhân của những cái khổ, cái hạnh phúc an vui cũng là từ những cái tâm thiện lành mà ra. Hay là một cái người có thể tu tập mà đoạn trừ được một cái phần khổ đau đấy, ví dụ như là một cái vị mà tu chứng đến sơ quả, thì chắc chắn rằng cái vị đó sẽ không bao giờ còn phải đọa vào những cái cõi khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atuna. Sự tình đấy không bao giờ xảy ra đối với lại một vị đã chứng sơ quả. Hay là một cái vị đã chứng được nhị quả thì chắc chắn sẽ không bao giờ còn tái sinh lại ở cái cõi dục giới này nhiều lần. Tối đa, tối thiểu chỉ là một lần, chứ không bao giờ tái sinh lại nhiều lần. Một vị mà đã chứng đến tam quả thì không bao giờ còn sinh về cái cõi dục giới, dù là cõi nhân hay cõi thiên, mà chắc chắn là vị ấy sẽ phải sinh về cái cõi tịnh cư thiên và nhập niết bàn tại đó. Hay là một vị A-na-hán khi mà đã đoạn tận các nậu hoặc rồi, thì một cái điều chắc chắn rằng vị đấy không bao giờ còn đi tái sinh về bất cứ một cái cõi nào trong tam giới nữa. Cái sự tình đấy là chắc chắn sẽ xảy ra. Còn cái sự tình nói rằng một cái vị A-na-hán vẫn còn đi luân hồi tái sinh về các cõi khác, hay là một vị A-na-hán vẫn còn những cái phiền não tham sân si, thì những cái sự tình đấy là không xảy ra. Chắn rằng nó sẽ không xảy ra. Đấy là cái chí nực, xứ phi xứ chí nực là như vậy. Hay là một vị Phật A-na-hán chánh đẳng, chánh giác thì xuất hiện ở trên cuộc đời này, thì trong 10.000 thế giới hệ này sẽ không có một vị Phật nào ra đời. Đó là một cái điều chắc chắn. Một cái điều đó là chắc chắn sẽ xảy ra như thế, chứ không thể nói rằng có một vị Phật khác đồng sanh ở trong một cái 10.000 thế giới hệ này mà có hai vị Phật cùng giáng sinh, là cái điều không có thể xảy ra. Hay là một vị mà khi mà đã thực hành Bồ Tát đạo, đã được thọ ký rồi, thì chắc chắn vị đấy không bao giờ sinh làm nữ nhân. Cái điều đó không bao giờ xảy ra. Mà cái vị đó, một vị Bồ Tát khi mà đã được thọ ký thì chắc chắn sinh ra ở trong đời nào vị ấy cũng sẽ là nam nhân. Một cái vị khi mà đã được thọ ký thì chắc chắn vị ấy sẽ thành Phật ở trong tương lai và không bao giờ còn bị thối lui nữa. Đó là cái điều có thể xảy ra. Một vị Bồ Tát mà được thọ ký rồi còn thối lui là điều không thể xảy ra. Đấy là những cái điều có thể xảy ra và không thể xảy ra. Thì tất cả những cái điều những cái sự thật ở trên cuộc đời là chắc chắn nó sẽ diễn ra như vậy. Đức Phật thấy chắc chắn, khẳng định chắc chắn. Cho nên Đức Phật tự tin nói nên những cái lời nói đó, không hề do dự, không hề ngần ngại. Cho nên Ngài được gọi là Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và vận chuyển pháp luân. Đấy là cái sự tự tại của Đức Phật. Đức Phật nói vì những cái điều đó là chắc chắn, là chân lý, là đúng sự thật, không bao giờ có thể thay đổi được, không bao giờ có thể sai khác được. Vậy nếu như ở trên thế gian có những cái pháp môn nào, có những cái giáo lý nào, giáo điều, giáo thuyết nào, người ta nói ngược lại những cái điều đó thì đó là tà pháp. Đó là những cái tư tưởng của các cái ngoại đạo. Họ muốn phá hoại cái chánh pháp của Đức Phật. Họ muốn che nấu đi các cái sự thật. Họ mới có thể chế ra những cái pháp. Họ xuyên tạc lại cái sự thật, những cái lời dạy của Đức Phật. Còn những cái lời dạy của Đức Phật chắc chắn là như thế, không thể thay đổi. Không thể nói rằng trong một cái bài kinh này Đức Phật nói một bậc A-la-hán là chấm dứt sinh tử, đoạn dứt luân hồi. Rồi trong một bài kinh khác Đức Phật lại nói một vị A-la-hán còn sinh tử luân hồi, vẫn còn tái sinh, còn phiền não. Điều đó là không thể xảy ra. Vì vậy nên là không thể có cái chuyện đó. Nên là cái
Lời nói của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật nó là nhất quán. Đã nói ra cái lời gì thì lời đó là sự thật, không nói hai nửa. Đức Phật không bao giờ nói hai nửa, không bao giờ nói hai nửa, thì đó là sự thật là như vậy. Thì là đấy là cái trí tuệ thứ nhất. Rồi Đức Phật giải tiếp này: Sariputta, Như Lai tuệ chi, Như Lai như thật tuệ chi, xứ là xứ, phi xứ là xứ, phi xứ, như và như vậy là Như Lai nực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai nực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và vận chuyển pháp luôn. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ chi, quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, hiện tại, vị lai, chi tam thế nghiệp báo chí nực. Đây là cái Như Lai nực thứ hai, đây là cái năng nực trí tuệ thứ hai của Đức Phật. Đó là Như Lai tuệ chi, quả báo tùy thuộc sở do, tức là tuệ chi hay là gọi là chi tam thế nghiệp báo chí nực. Thì Đức Phật tuệ chi rõ ràng được là tất cả những cái pháp nó có nhân duyên. Có nhân có duyên mà nó sinh lên, có nhân có duyên mà nó diệt đi. Không có cái gì nó ngẫu nhiên sinh ra trên cuộc đời này, mà cũng không bao giờ trên cuộc đời này nó diễn ra một cái sự kiện gì, nó diễn ra một cái bất cứ một cái hiện tượng gì mà nó không có nhân duyên. Tất cả những cái điều đó nó đều có nhân duyên hết. Chi tam thế nghiệp báo chí nực hết. Hay là một cái người nào sống ở trên cuộc đời mình gặp một cái điều gì may mắn, dù là to lớn hay nhỏ bé, nó đều có nguyên nhân. Đó là kết quả một cái thiện nghiệp nào đó mình đã gieo tạo ở hiện tại, ở trong quá khứ gần hay là quá khứ xa, có thể đã cách đây nhiều năm, nhiều kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp, có thể là mới cách đây một kiếp, hai kiếp, mình đã từng gieo tạo một cái nhân gì đó, bây giờ nó chín mùi, nó cho quả. Thì cái quả dị thục của những cái nghiệp báo nó trổ, chứ không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên, mà tất cả nó đều có nhân duyên. Hay là mình gặp một cái điều gì đó bất hạnh, một cái điều gì đó khổ đau, cũng đều là do những cái nghiệp bất thiện của mình, có thể đã gieo tạo từ một kiếp, 10 kiếp, 100 hàng ngàn kiếp về quá khứ, vô lượng kiếp quá khứ, đến bây giờ nó có thể cho ra quả báo. Bất cứ một cái điều gì nó diễn ra, nó xảy ra trên cái cuộc đời này, nó đều có nhân, có duyên, và nó cho ra cái quả báo. Đó là những cái nhân ở quá khứ cho ra quả ở hiện tại, những cái nhân ở hiện tại thì nó cho ra cái quả báo ở tương lai. Nên là ở trên cuộc đời người ta không hiểu cái pháp nhân duyên này, cho nên người ta có nhiều những cái tư tưởng hỗn loạn về chấp thường, chấp đoạn, cho rằng chết là hết, hay là cho rằng chết rồi là sẽ có một cái cõi vĩnh hằng. Thì nhất những cái điều đó thì Đức Phật đều phủ nhận, mà Đức Phật chỉ có thuyết về những cái pháp nhân duyên, tam thế nghiệp báo. Thì tam thế ở đây là không phải là chỉ nói về một đời quá khứ, một đời hiện tại, một đời tương lai. Tam thế ở đây là nói về những đời quá khứ, không giới hạn là gần hay xa. Tức là những cái gì nó có quá khứ nó mới có hiện tại, có hiện tại thì nó sẽ có tương lai. Ví dụ như là Đức Phật giảng giải chi tiết cái pháp này là trong cái pháp quán duyên khởi. Những cái pháp ở quá khứ là vô minh hành, do có vô minh hành là nhân ở quá khứ cho nên nó có cái quả ở hiện tại là thức, tức là cái tâm thức của mình này, danh sắc lục nhập xúc thọ ái, trục nhập xúc thọ. Thì đấy là cái quả hiện tại, nhân ở quá khứ là có vô minh và có những cái nghiệp mà mình đã tạo ra. Cho nên là ở trong hiện tại này mình mới có thức, tức là thức là có con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tại sao mình có đấy? Bởi mình có những cái tham ái đối với cảnh trần, cho nên là mình mới có những cái căn này. Thì những cái căn này nó gặp những cái cảnh tốt, đó là do cái hành tốt. Những căn này nó gặp những cảnh xấu là do những hành xấu. Thì đấy là vô minh, thì hành là những cái nhân quá khứ cho ra cái quả hiện tại là thức, danh sắc lục nhập xúc thọ. Đôi khi mình thọ khổ, đôi khi mình thọ hỷ, thọ nạc, đôi khi thọ khổ, thọ yêu, thì đó cũng là do những cái nghiệp tốt xấu của mình đã tạo ra. Và những cái nhân ở hiện tại là ái thủ, tức là có tham ái, có chấp thủ, có cái nghiệp hữu, thì nó sẽ cho lại cái quả ở tương lai là sinh già chết sầu mi khổ yêu não. Nếu mà nói về vận hành về tam thế nghiệp báo, có nhân ở quá khứ cho quả hiện tại, nhân ở hiện tại, nếu mà mình ở trong hiện tại này mình chưa đoạn diệt được tham ái, mình vẫn còn tham ái, mình còn tham ái thì có nghĩa là mình cũng còn vô minh, thì mình sẽ còn tham ái, còn chấp thủ, thì tất cả những cái hành động của mình nó vẫn để lại cái nghiệp, nó tạo thành những cái nghiệp hữu và nó sẽ cho mình đi sanh hữu ở trong các cái cõi sống ở tương lai.
hay là những cái nhân ở quá khứ là vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp cho ra cái quả ở hiện tại là thức danh sắc lục sắc thọ tưởng hành thức ở trong hiện tại này, rồi là những cái nhân ở hiện tại là vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp nó sẽ cho ra cái quả báo là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức ở trong tương lai. Thì đấy cũng là những cái pháp về nhân duyên, những cái pháp về duyên khởi, và cái người nó vận hành theo cái luật nhân quả nghiệp báo như vậy. Nên là gọi rằng Đức Phật là một bậc tuệ chi được tam thế nghiệp báo chí nực. Thì chỉ có Đức Phật mới có thể nhiễu thông được tất cả những cái nghiệp nhân quả báo này. Như thời Đức Phật còn tại thế, một người có thể gặp bất cứ một cái nhân, một cái chuyện gì tốt hay xấu cũng đều có thể tìm đến trình Đức Phật là tại sao con gặp cái chuyện này, tại sao cái người kia lại gặp những cái rủi ro bất hạnh này. Thì Đức Phật sẽ nói cho rõ ràng những cái nguyên nhân gì ở trong quá khứ đã dẫn đến những cái quả báo này. Ví dụ như là ngài Mục Kiền Liên về cuối đời tại sao là ngài bị ngoại đạo, người ta dùng gậy người ta đánh tan xương ra thịt. Mọi người nghĩ nhìn trên cái sự thông thường thì nói rằng đấy là những người ngoại đạo do người ta ghen tị với ngài Mục Kiền Liên, là vì ngài thường hay thuyết giảng những cái pháp về nhân quả, những cái người làm những cái thiện nghiệp tết sinh về cõi trời, vì ngài thường lên cõi trời gặp những vị chư thiên, rồi ngài về ngài nói lại với nhân gian, và gặp những vị ngã quỷ, ngài thấy là người ta tạo những cái ác nghiệp. Vì vậy cho nên cái danh tiếng của ngài lan xa, cái giáo pháp của Đức Phật được mọi người tin tưởng và thực hành theo, cho nên ngoại đạo không còn cái chỗ dung thân nữa, cho nên là bởi cái tâm ác ý muốn làm hại ngài. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật vẫn nhìn thấy những cái nghiệp nhân quả báo do trong quá khứ ngài đã từng tạo một cái ác nghiệp, đó là sát hại cha mẹ, thì cho nên ngài mới, đây là một cái dư báo, một cái quả báo nó còn dư sót lại, và cho nên là cái đời cuối cùng này ngài cũng bị cái quả báo đó, cái quả, cái nghiệp bất thiện nó cho quả. Thì tất cả những cái quả nào nó cũng có nhân, mà nhân nào nó cũng sẽ có quả. Đấy là gọi là chi tam thế nghiệp báo chí nực, là cái năng lực thứ hai của Như Lai. Rồi cái năng lực thứ ba Đức Phật dạy này, Sariputta, Như Lai như thật tuệ chi. Như Lai như thật tuệ chi, con đường đưa đến tất cả cảnh giới, hay là nhất thiết đạo chí nực. Thì ở trên các cái cảnh giới ở trong một thế giới thì Đức Phật có những cái bài kinh Đức Phật sẽ thuyết giảng một cách rõ ràng chi tiết. Ở đây Đức Phật không có giảng, không có nói đề cập đến, bởi vì mỗi một bài kinh Đức Phật sẽ giảng chi tiết về một cái lĩnh vực, hoặc là giảng vắn tắt về một cái lĩnh vực khác. Thì các cái cảnh giới ở đây được gọi, nếu mà chia vắn tắt là gọi là tam giới, những cái cõi gì nó thuộc về dục giới, cõi về sắc giới, những cõi về vô sắc giới. Cõi dục giới thì nó có cả cái cõi lành và có cái cõi khổ, như là bốn cái cõi khổ đọa sinh, quỷ súc sinh cũng là dục giới, cõi người cũng là dục giới, cõi tứ đại thiên vương, đao lợi thiên, đâu suốt thiên, hóa nạc thiên, tam hóa tự tại thiên, tất cả sáu cái cõi trời dục giới, cõi người và bốn cõi khổ đau. Thì đấy nó gọi là 11 cái cõi dục giới. Thì các cái cõi dục giới này nó có con đường để đi đến các cái cảnh giới đó, như là như thật tuệ chi, cái con đường đi đến các cái cõi này. Ví dụ như là cái người nào tạo những cái ác nghiệp về thân, về lời nói, tham sân, tà kiến, phỉ báng các bậc thánh, và tạo những cái ác nghiệp theo cái tà kiến ấy, thì chắc chắn sẽ đi vào một trong bốn cái cõi đoạn xứ, địa ngục, quỷ súc sinh. Còn những người nào có những cái thiện nghiệp về thân, về khẩu, về ý, không vô tham, vô sân, vô si, có chánh kiến, không phỉ báng các bậc thánh, không tạo những ác nghiệp theo tà kiến, thì chắc chắn họ sẽ đi về những cái cảnh giới an này, như là có nhân loại hay là các cái cõi chư thiên dục giới. Thì vì cái tâm dục giới thì nó sẽ cho ra cái quả báo ở dục giới. Thế cái tâm ở dục giới, những cái nghiệp ở dục giới nó không thể cho ra cái quả báo ở sắc giới, vô sắc giới được. Vậy thì cái người nào muốn tái sinh về những cái cõi phạm thiên sắc giới, sơ thiền, có phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, có tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, tam thiền có tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, tứ thiền, quảng quả thiên, vô tưởng thiên. Thì các cái cõi chư thiên này, các cái cõi phạm thiên này thì phải là những cái người tu tập chứng đắc các cái tầng thiền. Cái người nào mà chứng được sơ thiền, sơ thiền nó có ba mức độ, bậc thường, bậc trung, bậc thượng, thì khi cho quả báo nó cũng sẽ tái sinh về một trong ba cái cõi sơ thiền đó, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên hay đại phạm thiên, tùy theo cái năng lực của cái sơ thiền của mỗi người.
Nhị thiền cũng thế, người nào tu tập chứng đắc nhị thiền, giữ được cái tầng thiền đó cho đến lúc mệnh chung, vì nó sẽ sinh về một trong ba cái cõi nhị thiền, tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, tam thiền, thế tứ thiền, vậy thì tùy theo cái tâm của mỗi người, cái tâm sắc giới, tạo cái nghiệp sắc giới thì sẽ sinh về cái cõi sắc giới. Còn những người nào tạo những nghiệp vô sắc giới, như là tu tập chứng đắc không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì cái người đấy khi chết mới tái sinh về cái cõi vô sắc giới. Đó là con đường đi đến các cảnh giới. Đây, còn một cái bậc mà chứng đến tam quả thì khi chết chắc chắn sẽ sinh về một trong năm cái cõi tịnh cư thiên, kiểu thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng, cái cõi cõi năm cái cõi tịnh cư, thiên vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc cứu cánh thiên. Thì tất cả các cái cõi đó được bao gồm là có 20 cõi phạm thiên. Thì cái cõi năm cái cõi tịnh cư cũng được coi là cõi tứ thiền, thì nó tương đương với cái tâm tứ thiền, và bốn cái cõi vô sắc cộng và bốn cái cõi vô sắc và 16 cõi sắc giới phạm thiên, bốn cõi vô sắc bằng 20 với 11 cõi dục giới nữa, vậy là khoảng 31 cõi. Thì như nay Đức Phật tuệ tri thấy rõ 31 cõi đấy trong một thế giới, và tuệ tri được cái con đường đi đến các cái cảnh giới đó, đi đến các cái cõi sống đó khác nhau, nên là được gọi là cái trí tuệ là chi nhất thiết đạo trí nực. Đạo đấy là cái con đường, cái con đường này sẽ đi đến đâu, giống như là người ta có một cái bản đồ hay là một cái người thông thạo cái con đường, như một cái người lái xe biết rằng con đường này sẽ đi đến đâu. Thế nên cái người đấy sẽ nhìn thấy cái người đang đi ở trên cái con đường đó thì sẽ biết à, cái người này đang đi đến một cái địa chỉ như thế này, đến một cái địa chỉ như thế kia. Thì Đức Phật là một muốn lấy cái ẩn dụ của một cái ví dụ nào những cái con đường đời này để chỉ cho những cái con đường sinh tử của chúng sinh, biết rằng cái người có hành động như thế, có lời nói như thế, có suy nghĩ như thế, có khuynh hướng như thế thì họ sẽ đi về cái cảnh giới đấy. Cái người nào có những cái hành động, cái lời nói, cái tâm trạng cao thượng thì đi về cái cõi cao thượng. Có người nào mà có cái hành động hạ nhiệt, lời nói hạ nhiệt, suy nghĩ hạ nhiệt, chí hướng hạ nhiệt thì sẽ đi về cái cõi sống hạ nhiệt khác nhau. Thì đấy là như nay tuệ tri nhất thiết đạo, nhất thiết các cái con đường đi đến các cảnh giới khác nhau. Vì vậy cho nên là như nay tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống lên tiếng rống con sử tử trong các hội chúng và vận chuyển pháp luôn. Thầy Đức Phật dạy tiếp về cái như nay lực thứ tư lại nữa này Sariputta, như nay như thật tuệ tri thế giới với mọi cảnh giới nhiều chủng loại, nhiều sai biệt, hay là chi thế gian chủng chủng tánh lực. Như nay thì Đức Phật thấy rõ những cái thế giới đấy, thấy cái con đường đi đến thế giới đó, và biết rõ những cái chúng sinh ở những cái thế giới đó, họ sẽ thọ những cái sự khổ nạn như thế nào, cái đời sống ở thế giới đó nó có cái sự sai khác hạn thấp, nó có cái sự sai khác khác biệt nhau như thế nào. Ví dụ như là Đức Phật tuệ tri thấy địa ngục, nhưng Đức Phật cũng tuệ tri cả những cái nét đại cương và chi tiết của từng địa ngục. Ví dụ như là trong các cái cõi địa ngục nó nằm sâu ở dưới cõi, ở dưới đất này, nhưng mà bằng cái mắt thông thường không nhìn thấy, bằng cái thiên nhãn của Đức Phật, Đức Phật nhìn thấy 8 tầng địa ngục. Mỗi địa ngục có 4 cửa, có những cái tiểu địa ngục vây xung quanh. Cái địa ngục sâu nhất được gọi là địa ngục vô gián, hay còn gọi là địa ngục A Tỳ. Thì trong cái địa ngục đấy nó có những cái tường thành như thế nào, nó có những cái lửa bốc cháy như thế nào, những cái chúng sinh giam giữ ở trong đấy bị thọ những cái hình phạt, những cái sự khổ đau như thế nào. Ví dụ đấy, ví dụ như là Đề Bà Đạt Đa khi mà phải đọa xuống A Tỳ địa ngục do hai cái tội. Thứ nhất là tội phá hòa hợp tăng là cái nguyên nhân bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Cái tội thứ hai là chia rẽ tăng, cái tội thứ hai là làm chảy máu Phật. Cho nên là Đề Bà Đạt Đa phải đọa xuống địa ngục suốt hết một cái kiếp này. Thì Đề Bà Đạt Đa sau khi mà đọa xuống địa ngục thì có một cái thân hình to lớn bằng cả một cái do tuột, đầy chật ních cả một cái địa ngục, 4 tường bằng sắt, nửa phía dưới hắt lên đến cái phía trên, nửa phía trên hắt dưới, nghiệp bên trái hắt sang bên trái hắt sang bên phải, một cái cây đinh to như cây thốt nốt đóng từ trước về đằng sau, một cây đinh đóng từ sau về đằng trước, một cây đinh đóng từ trên dưới, một cây đinh đóng từ dưới lên trên, không thể nào nhúc nhích được mà vẫn phải
chịu những cái nỗi khổ đó không có gián đoạn cho đến khi nào trái đất này, quả địa cầu này hoại diệt, tức là phải chịu cái nỗi khổ, cái hình phạt đó ở trong vô gián địa ngục cho đến hết cái đại kiếp này. Thì đấy là Đức Phật tuệ chi rõ ràng những cái cảnh giới có cái sự khác biệt khác nhau, nhưng mà cái địa ngục đấy được gọi là tầng địa ngục sâu nhất, nhưng mà địa ngục thứ bảy thì có cái hình phạt nó khác. Ví dụ như là có những cái chúng sinh đó phải đọa vào đấy, phải leo lên những cái núi bằng nửa, khi rơi xuống thì có những cái trông giáo, có những cái núi đao sơn kiếm nó lại bị rơi vào đấy, bị đâm thủng người, bị đốt cháy, nên có những cái cảnh giới khác nhau. Với vào một cái địa ngục đầu tiên thì thứ nhất thì nó có cái cảnh khác. Ví dụ như vào cái địa ngục thứ nhất thì bị gọi là bị những cái quỷ đầu trâu mặt ngựa hay là quỷ sứ ở trong các cái địa ngục người ta hành hình, người ta dùng những cái binh khí, những cái dao, người ta cắt mổ, người ta mổ xẻ ra, và cái bị đó, cái tội nhân đó chết đi rồi lại sống lại, sống lại lại bị hành hình như thế, cứ liên tục như thế, chết đi sống lại như thế, nhiều nhiều lần như thế. Đấy, thì mỗi một chúng sinh do những cái ác nghiệp khác nhau, do những cái những nghiệp nhân khác nhau mà phải thọ những cái quả báo khác nhau, mà phải sinh vào những cái địa ngục khác nhau. Có những cái đại địa ngục, có những cái tiểu địa ngục, có những cái địa ngục ở sâu, có những cái địa ngục còn sâu hơn. Thì đấy là những cái cảnh giới ở địa ngục là sai khác, cảnh giới ở ngã quỷ là sai khác. Có những chúng sinh ở ngã quỷ xấu xí, gầy gò, bụng to, đói khát. Có những cái ngã quỷ thì ăn máu me, ăn những cái đồ ô uế bất tịnh, phân nước tiểu, thì mỗi những cái ngã quỷ có cái sự khổ đau khác nhau. Hay là những cái loài mà sinh vào làm súc sinh thì có cái hình dạng vô cùng sai biệt khác nhau. Thì đối với một cái con người sinh ra cõi người này, mình sẽ có thể nhìn thấy được những cái loài chúng sinh sinh ra ở dưới nước sẽ có muôn vàn những cái hình thù, những cái hình dáng, những cái sai biệt khác nhau. Tại sao cũng sinh làm súc sinh mà tại sao lại có nhé, lại phân chia ra nhiều cái thể loại, nhiều cái dáng hình, nhiều cái giống loài khác nhau như vậy? Đó là bởi vì cái tâm tính sai biệt của chúng sinh. Mỗi chúng sinh có những cái tâm tính khác nhau, họ không giống nhau. Mình có thể nhìn vào những cái muôn loài chúng sinh, muôn loài sai khác, mình sẽ thấy được là cái tâm tính của con người nó sai biệt như thế nào. Thì đấy là do cái tâm tính của chúng sinh nó dẫn dắt chúng sinh đi đến những cái cảnh giới tương ứng với cái tâm của họ. Cái tâm của họ cao thượng thì họ sinh về nơi cao thượng, tâm hạ liệt thì sẽ sinh về nơi hạ liệt. Những chúng sinh sống ở trên mặt đất này, mình cũng sẽ thấy muôn loài, muôn vàn những cái loài sai khác nhau. Con giun, con dế, con muỗi, con mỏng nó khác, con trùng, con sâu, con bọ nó khác, rồi những cái loài gia cầm, những cái loài cầm thú, cái loài bàng sinh nó khác nhau. Đấy là những cái chúng sinh hữu hình mình có thể nhìn thấy được. Còn rất nhiều những chúng sinh vô hình khác nữa mình không thấy. Chúng sinh vô hình ví dụ như là các cái loài naga, loài rồng, hay là các loài chim sĩ điểu, các cái hàng khác nữa, các hàng chư thiên cũng nhiều sự sai biệt như vậy. Con người trên cuộc đời này cũng có nhiều sự sai biệt, mình sẽ thấy người châu Âu, người châu Á, người châu Phi sẽ có những cái màu da khác nhau, có những cái khuôn mặt khác nhau, có những cái hình dáng khác nhau. Đấy là con người ở trên cái cõi đời này. Còn có những cái người ở các cái thế giới khác mà cái người bình thường mình không thấy được, ở cõi Bắc Câu Nô Châu, Nam Thiệp Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghi Hóa Châu, những cái con người ở đấy lại còn có những cái văn hóa khác, còn những cái hình tướng khác, có những cái tuổi thọ sai khác nữa. Thì tại sao trên đời này mỗi người cũng là con người, cũng có hình dáng, có chân, có tay, đầu, mắt, mặt, mũi, chân, tay đấy, nhưng không ai giống ai. Mỗi người có một cái nét riêng, có cái nét chung, đó là cũng là hình hài con người, nhưng mà mỗi một cái hình hài đấy lại có cái nét riêng. Không ai giống ai, hàng tỷ con người, hàng tỷ khuôn mặt khác nhau, không lẫn vào đâu được, nhìn sẽ nhận ra đây người tên gì, người kia tên gì. Thì đấy là có vì cái tâm hướng của chúng sinh nó có cái sự khai biệt khác nhau, cho nên có những cái chúng sinh khác nhau như vậy. Thì các cái hàng chư thiên, phạm thiên vậy đều khác nhau, mỗi cõi sống này có một khác nhau nữa. Vậy cho nên là mới gọi là chi thế gian chủng chủng tánh lực, cái tâm tánh thế gian, cái tâm tánh của chúng sinh muôn bản sai khác, muôn bản sai biệt. Không ai giống ai. Chứ đôi khi có những người ngu si ở trên đời, người ta nghĩ rằng mình làm sao người khác làm vậy. Người ta hay lấy bụng ta suy ra bụng người. Đôi khi có những cái người, người ta nghĩ rằng
mình có những cái suy nghĩ như thế, có cái tham vọng như thế, có cái mưu cầu như thế, có cái tính toán như thế. Người khác cũng thế, người khác người ta cũng giống mình, người ta cũng có mưu cầu tính toán hẹp hòi, ích kỷ gian xảo như mình. Thế là người ta, mình xấu thì người ta nghĩ rằng người kia xấu. Vậy vậy cho nên là cái vị Sunakhata này cũng nghĩ rằng Đức Phật cũng thế, Đức Phật cũng giống như những người bình thường khác, cho nên là mới có những cái lời xuyên tạc, phỉ báng, chê trách đến Đức Phật. Đấy cũng là do lấy cái mông ta suy ra một người cứ tưởng là ai như ai trên đời, nhưng mà thực ra ở trên cuộc đời này nó thế, cái tâm tánh con người ta nó khác nhau muôn bản sai biệt, muôn bản sai khác như thế, mà cái tâm tánh nó không có cái hình, nó không có hình tướng, cho nên là cái người ta có thể gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Mình có thể thấy người thấy mặt nhưng mà mình không thấy được lòng, nhưng Đức Phật thì khác. Đức Phật thấy rõ ràng, thấy người thấy mặt, thấy cả tâm, tâm có tham có sân có gì, vô tham vô sân vô gì, thấy rõ ràng, cho nên là mới được gọi là chi chúng sinh chủng chủng tánh trí nực. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp: này Sariputta, như lai như thật tuệ chi, chí hướng sai biệt của các loài hữu tình, chi chúng sanh trưởng trưởng dục lực. Đây là Đức Phật mới thấy rằng là mỗi một người có những cái, có những cái, có những cái xu hướng tâm tánh, chúng sanh trùng 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 trưởng trưởng dục lực, là có những cái ước muốn khác nhau. Mỗi người có trên cuộc đời này, hiệu sinh ra cùng trên cuộc đời này, nhưng mà mỗi người có một cái ước muốn khác, không phải là ai cũng giống ai. Cái tính tình, dù là trong một gia đình cùng cha mẹ sinh ra, nhưng mà mỗi một cái đứa con nó sẽ có một cái tâm tánh khác nhau, chứ không ai giống ai. Có những cái người ở trên đời này thì người ta có cái khuynh hướng là muốn hưởng thụ những cái ngũ dục ở trên thế gian, cho nên là người ta tham ái, người ta chấp thủ vào những cái ngũ dục đó. Có những cái người ở trên cuộc đời này người ta lại không có tham đắm vào cái ngũ dục đấy, mà người ta lại mong muốn được làm phước, người ta lại có cái tâm nào đó là mong muốn được hưởng những cái phước báo ở cõi nhân thiên, cõi chư thiên ở trong tương lai, cho nên là người ta tha thiết với cái việc làm phước. Có những người ở trên cuộc đời này người ta lại tha thiết về những cái pháp tu tập về tâm. Có những người ở trên thế gian này người ta lại tha thiết mong cầu cái sự giải thoát giác ngộ chứng đắc niết bàn. Thì có những người ở trên thế gian này người ta sống có mục đích, có lý tưởng, có cái sự mong cầu, nhưng mà nó hoàn toàn khác nhau, không ai giống ai. Vậy nên là mỗi người sẽ có những cái sự mong cầu khác nhau, có những cái ý muốn khác nhau, chứ không phải ai cũng như mình. Vì vậy cho nên là mình cứ nghĩ rằng là mình thích cái gì người khác cũng thích cái đó. Điều đó là những cái người ngu si ở trên thế gian mới nghĩ như thế. Người ta cũng là một cái cứ lấy bụng ta mình suy ra như thế. Có những người người ta tham về hưởng thụ dục lạc, có những người nhưng mà người ta cũng tham, nhưng người ta tham về danh vọng. Có những người tham nhưng người ta tham về quyền lực, có những người có cái tâm tham nhưng người ta tham về cái vật chất giàu có. Có những cái người thì người ta lại không tham những cái hưởng những cái phước ở hiện tại này, mà người ta lại tham hưởng những cái phước ở tương lai, ở những cái cõi thiên giới. Nhưng mà cũng có những người người ta lại có cái khuynh hướng ni tham, đoạn trừ hết các cái dục tham sân hận đó. Thì vậy vậy nên là những cái ý, những cái sự mong muốn, những cái sự mong cầu, những cái chí hướng của chúng sinh khác nhau thì cái người tầm thường phàm phu ở trên thế gian không biết được, nhưng Đức Phật thì thấy rõ hoàn toàn cái điều đó, hiểu tuệ chi hoàn toàn cái điều đó, cho nên được gọi là chúng sinh trùng trùng dục nực. Rồi Đức Phật dạy tiếp: này Sariputta, như na như thật tuệ chi, căn cơ thượng hạ của các loài hữu tình, hay là chi tha chúng sanh căn cơ thượng hạ lực, tức là một cái trí tuệ để mà thấy được cái căn cơ của chúng sanh. Căn ở đây là nói về năm cái căn quyền: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Một cái người có những cái người nào là nặng về đức tin, cái người nào thiên về tinh tấn, cái người nào thiên về niệm, cái người nào thiên về định và cái người nào thiên về tuệ. Thì đấy là đây là được là những cái pháp, những cái pháp thiện của mỗi người. Có những cái người thì có cái tâm thiện đó nó mạnh, nhưng mà cũng có người nó yếu. Có cái người thì có cái niềm tin mạnh nhưng mà tinh tấn thì yếu, hoặc là tinh tấn mạnh niềm tin yếu, hoặc là có cái niềm tin mạnh mà trí tuệ yếu, hoặc là trí tuệ mạnh mà niềm tin yếu.
Thì cái điều này thì chỉ có Đức Phật mới hiểu rõ được, mới thông thạo, mới thông suốt được. Cho nên là khi mà Đức Phật dạy pháp cho một cái người nào đó để hướng người đó đến cái sự tu tập giải thoát, thì Đức Phật sẽ quan sát cái căn cơ của người đó, cái căn tánh của người đó. Người này thiên về đức tin hay thiên về trí tuệ, thiên về tinh tấn hay là thiên về định, hay là thiên về định hay là thiên về tuệ, hay là thiên về niệm hay là thất niệm khác nhau. Cho nên Đức Phật sẽ chỉ dạy ra cho cái vị đấy thực hành một cái pháp phù hợp nhất. Ví dụ như là người có đức tin mạnh thì cái vị đó phải thực hành những cái pháp để tăng trưởng cái đức tin đó, làm cho đức tin đó viên mãn sung mãn lên. Như niệm ân, niệm Đức Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiết. Cho cái vị khởi nên cái đức tin cho viên mãn, làm cho cái tâm trở nên nhu nhuyễn thuần thục. Rồi sau đó thì sẽ tuệ chi ra các sự thật và giác ngộ chân lý. Nhưng có người thì sẽ có cái tuệ mạnh, có cái căn tuệ căn nó mạnh. Tuệ căn mạnh thì cái vị đó sẽ không 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 thực hành giống như một người đức tin. Thì vị đó phải thiên nặng về phân tích, thì vị đó phải thực hành những cái pháp thâm sâu, phân tích những cái pháp chân đế. Rồi sau đó vị đó giác ngộ ra các sự thật. Cái người nào mà thiên về tinh tấn thì cái vị đó sẽ tinh tấn thực hành những cái pháp phù hợp với cái khả năng tinh tấn đó. Mà cái tinh tấn đó nó mạnh quá thì vị đó cần phải thực hành những cái pháp làm cho giảm bớt cái tinh tấn đi, cần phải thực hành cái pháp định tĩnh để quân bình đã. Hay là cái vị nào mà thiên nặng về định tĩnh quá thì cái vị đó lại thực hành những cái pháp làm cho cái tinh tấn nó khởi lên, để cho nó quân bình lại, để cho năm căn này nó không có bị nấn nướt nhau. Thì khi quân bình được cả năm căn thì cái vị đó sẽ thực hành những cái pháp đạt được đến những cái lợi lạc nhất. Nên là và cũng chỉ có Đức Phật mới thấy được những cái căn tánh này một cách rõ ràng, chi tiết và chính xác nhất. Chứ ngoài cái năng lực của Đức Phật, mọi người khác có thể thấy nhưng chưa chắc đã chính xác, nhưng Đức Phật thì sẽ thấy được chính xác. Đến cho nên được gọi là chi căn tánh thượng hạ chín lực. Rồi Đức Phật dạy tiếp này: Như Lai, như thật tuệ chi, sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự suốt khởi của các thiền chứng, về thiền, về giải thoát, về định, hay là chi chư thiền tam muội lực. Thì Đức Phật cũng biết được những cái tuệ chi rõ ràng, những cái pháp thiền định, những cái sự tu tập thực hành những cái pháp thiền định này. Ví dụ như là một cái người thực hành về thiền định và với cái tâm của một cái người có cái tánh tham thì cần phải thực hành những cái pháp quán về bất tịnh, như là quán về sắc chết, quán bộ xương, quán mai thể trưởng, quán về sự chết, thì cái vị đó sẽ phù hợp, sẽ đối trị được lại những cái triền cái mà nó chướng ngại đối với cái căn tánh của vị đó. Hay là cái người nào mà có cái tánh tha sân thì phải thực hành những cái pháp thiền như là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì nó sẽ phù hợp với cái vị đó. Người có tánh si thì sẽ thực hành những cái pháp như là thiền niệm hơi thở vào ra, hay thực hành các cái kasina cho phù hợp với cái vị đó. Người có tánh tuệ thì thực hành những cái pháp thiền phân tích. Thì đấy là Đức Phật thấy rõ cái sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự suốt khởi của các thiền chứng và giải thoát về thiền định. Tức là Đức Phật hiểu rõ các cái pháp thiền định, các cái pháp môn thiền định. Thì Đức Phật giảng dạy những cái pháp môn thiền định này một cách cặn kẽ, chi tiết, đầy đủ và hoàn hảo nhất. Từ một cái người có thể thực hành những cái pháp thiền định ở cái mức bậc thường, hay là những cái pháp thiền định đấy đạt đến cái sự thiện xả tối cao, có thể làm chủ những cái năng lực về tâm. Và cái sự cao nhất của những cái pháp thiền định có thể đạt đến các thắng trí, các cái năng lực thần thông. Như Đức Phật có những cái năng lực thần thông tự tại, như Ngài có được những cái thần túc thông, tha tâm thông, thiên nhãn, thiên nhĩ thông, thì tất cả những cái thần thông đấy đều là do cái năng lực thiền định. Nên Đức Phật hoàn hảo về những cái pháp môn thiền định này. Cho nên Đức Phật mới làm chủ được tâm, Đức Phật mới phát triển được các cái năng lực thần thông đó. Thì Đức Phật cũng giảng dạy cái điều đó cho người khác, như là một vị thầy truyền dạy lại cho đệ tử tất cả những kinh nghiệm gì mà mình có. Thì Đức Phật cũng sẽ giảng dạy cho người khác thực hành viên mãn được những cái pháp môn thiền định, và cũng sẽ đạt được những cái thắng trí, những cái năng lực thần thông, những cái pháp thượng nhân chí kiến thủ thắng đó. Đó là cái năng lực về chi chư thiền tam muội lực.
Rồi Đức Phật dạy tiếp, như lai như thật tuệ chi, như lai nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp. Nhưng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ nạc như thế, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết ở chỗ kia ta được sinh lại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ nạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết chỗ nọ ta lại được sinh ra ở đây. Như vậy như nay nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Đấy là cái năng lực gọi về túc mạng trí. Nên là những cái năng lực mà Đức Phật có thể thấy được các cái đời quá khứ của mình. Ví dụ như ngay khi mà ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề trong cái đêm thành đạo đó, ngay lúc mà Đức Phật chưa có giác ngộ nậu tận trí, tức là Ngài chưa thành Phật thánh đẳng giác, lúc đấy Ngài mới chỉ nhập vào những cái tầng thiền định, rồi sau đó Ngài hướng tâm về những đời sống quá khứ. Đây là cái minh đầu tiên mà Đức Phật chứng đắc, hay là cảnh đầu tiên. Đó là Đức Phật thấy được những cái kiếp quá khứ, một đời, hai đời, rất là nhiều đời sống quá khứ, cả đại cương và chi tiết. Nên ở trong tiểu bộ kinh, Đức Phật nói rất nhiều những câu chuyện tiền thân. Mà Đức Phật hướng về quá khứ không có chướng ngại. Đức Phật muốn hướng về cái kiếp quá khứ cách đây bao nhiêu kiếp, cách đây bao nhiêu đại kiếp, bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, thì đều có thể hướng về đó và thấy được rõ những cái điều đó một cách rất là dễ dàng. Và đối với những các cái bậc đệ tử của Đức Phật cũng có những cái túc mạng trí, cũng có thể nhớ về những cái đời sống quá khứ, nhưng nó có giới hạn. Mỗi người có thể thấy các đời sống quá khứ, nó có giới hạn khác nhau. Với một cái người mà đang thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, khi quán về các cái pháp duyên khởi, vì đó cũng có thể thấy về những cái đời sống quá khứ, nhưng mà chỉ thấy được những nét đại cương, thấy được ở chi tiết. Hay là một cái người có thể thực hành được túc mạng trí do những cái năng lực của thiền định, họ cũng có thể thấy được các đời sống quá khứ. Như là Đức Phật nói là một cái hàng ngoại đạo có thể thấy được đến 40 điện đại kiếp quá khứ. Thế là một cái người, những cái vị đạo sĩ, những cái vị đạo sĩ người ta tu thiền, người ta cũng thể nhớ được về quá khứ, nhưng mà người ta nhớ tối đa lắm thì người ta cũng có thể nhớ được 40 đại kiếp. 40 đại kiếp cũng là khá nhiều chứ không phải là ít. Đấy là cái năng lực của thiền định. Còn đối với đệ tử của Đức Phật, đối với các cái đệ tử thường của Đức Phật, có thể thấy tới nhớ tới hàng ngàn đại kiếp, hàng trăm ngàn đại kiếp, có thể nhớ tới hàng ngàn đại kiếp quá khứ, hàng trăm ngàn đại kiếp, hàng A Tăng kỳ kiếp. Nó tùy theo những cái năng lực, những cái ba la mật của mỗi người, những cái bậc thượng thủ thanh văn thì có thể nhớ được hàng A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Bậc thanh văn thường cũng có thể nhớ được hàng trăm ngàn đại kiếp. Những cái bậc đại thanh văn nhớ được hàng trăm ngàn đại kiếp, thanh văn thường thì cũng nhớ được hàng ngàn đại kiếp. Đấy là những cái năng lực về túc mạng trí. Thì Đức Phật thì không giới hạn, Đức Phật có thể thấy được vô số A Tăng kỳ kiếp, nhiều đại kiếp quá khứ. Và cũng chính vì thấy được những cái đời kiếp quá khứ nó nhiều, vô số vô biên bất tận như thế, cho nên Đức Phật mới nói rằng cái luân hồi là cái sự khổ tối thượng, và nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển, tức là những cái mình đã từng khóc hay là máu mình đã từng đổ ra cũng nhiều hơn nước ở bốn biển. Vậy nên là luân hồi như thế là quá đủ rồi, hay là tất cả chúng sinh ở trên thế gian này từng là bà con quyến thuộc của nhau, vì trong luân hồi bất tận ai cũng đã từng là những cái bà con với nhau, có cái nhân duyên với nhau, vì đã từng sinh tử nhiều lần như thế. Và một cái người càng thấy được nhiều kiếp quá khứ thì càng sẽ nhàm chán cái sinh tử và càng muốn đi tìm một cái con đường giải thoát. Và vậy cho nên là những cái người nào có cái ước nguyện giải thoát từ trong những cái đời quá khứ rồi, thì ở cái đời này sinh ra họ sẽ từ bỏ những cái dục lạc ở thế gian, và họ có thể đi xuất gia tu đạo một cách dễ dàng, không có níu luyến. Nhưng mà cũng có người cái nguyện lực nó còn yếu, cho nên là khi tu tập đôi khi người ta còn khởi lên những cái bất thiện mà người ta sẽ từ bỏ con đường tu tập đó giữa chừng. Còn có những người mà người ta từng tu tập mạnh mẽ hơn thì người ta có thể đạt được cái sự giải thoát, chấm dứt được cái con tục sinh ở trong cái kiếp sống này. Thì đấy là do nhớ được về vô số những cái kiếp sống quá khứ, cả đại cương và chi tiết như vậy, thì đấy được gọi là túc mạng trí.
đấy là một cái như lai nực nữa. Rồi Đức Phật dạy tiếp, lại nữa này Sariputta, như lai với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của các chúng sanh, như lai tuệ tri rõ ràng chúng sanh người hạ nhiệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Và các chúng sinh này làm những ác nghiệp về thân, về lời nói, về ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Các chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, về lời nói, về ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này khi thân hoại mạng chung được sanh về các cõi thiện thú, thiên giới, cõi trời, cõi đời này. Như vậy như nay với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, như lai tuệ tri rằng chúng sanh người hạ nhiệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ tốt xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này Sariputta, vì như lai như thật tuệ tri như vậy nên là như lai tự nhận cho mình là địa vị ngưu vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và vận chuyển pháp luôn. Thì đây là cái năng lực thiên nhãn của Đức Phật, thì nhờ Đức Phật có những cái năng lực thiên nhãn này cho nên là ngài mới thấy ngoài cái cõi đời này còn vô số những cõi đời khác. Những cái cõi đời mà cái con mắt thường là nhục nhãn của chúng sinh không thấy được, mà nhờ cái thiên nhãn Đức Phật mới thấy được. Nên là bây giờ Đức Phật không phải là chỉ có một mình Đức Phật mới thấy, mới có cái khả năng đạt được những túc mạng trí và thiên nhãn trí ấy, đạt được những cái pháp tướng nhân đấy, mà Đức Phật có thể chỉ dạy cho người khác tu tập và cũng đạt được những cái điều đó. Như ngài, nếu như những ai không tin rằng có những cái cõi đọa xứ, có những cái cõi địa ngục do những cái chúng sinh tạo những cái ác nghiệp mà phải đọa xuống địa ngục, thì cái người đấy hãy tu tập những cái pháp thiền của Đức Phật, đạt được những cái pháp thiền định. Và nếu như mà có thể thành tựu được thiên nhãn trí, thì vì đó sẽ thấy các cái cõi địa ngục đó một cách rõ ràng, và vì đó sẽ đoạn được những cái hoài nghi này. Nên là những cái pháp về thiên nhãn trí nó sẽ đoạn được rất là nhiều những cái hoài nghi. Túc mạng trí cũng sẽ đoạn được rất là nhiều những cái hoài nghi, những cái tà kiến cho đời. Một cái thiên nhãn đấy có thể thấy được một vị chư thiên ở các cái cõi trời từ thấp đến cao khác nhau. Không những thấy những cái cảnh giới ở các cái cõi thiên giới đó, mà cái vị đó còn thấy được các cái nghiệp nào đã khiến cho một vị chư thiên đó được sinh về cõi thiên giới đó. Cho nên được gọi là sinh tử trí. Vị đó biết được cái người nào sinh về cõi thiên và từ đâu mà sinh về cõi thiên này. Người đó phải chết ở cái cõi nào đó mới sinh về cõi thiên này chứ. Đâu có phải là vị đó sinh ra đã ở cõi thiên này đâu. Vậy thì vì đó có cái thiên nhãn đấy, vì đó thấy một vị chư thiên, vì đó sẽ biết được kiếp trước của vị đó ở đâu, vị đó đã chết và do cái nhân gì vị đó sinh về cõi chư thiên này. Thì thấy rõ ràng các vị sinh về thiên giới là do những thiện nghiệp về thân khẩu ý, không phải bằng các bậc thánh và tạo những thiện nghiệp theo chánh kiến. Còn Đức Phật có thể thấy những chúng sinh xuống tái sinh ở các cái đọa xứ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì cũng thấy được rằng những chúng sinh này phải chết ở đâu mới sinh về cõi này. Thì Đức Phật cũng sẽ bằng cái thiên nhãn của mình có thể thấy được là chúng sinh này trước khi đoạn địa ngục họ đã từng sống ở cõi người, hay ở một cõi thiên giới, hay ở một cái cõi nào đó khác, và họ đã chết với cái ác nghiệp về thân khẩu ý, về các cái sự phỉ báng các bậc thánh, hay là tạo những cái nghiệp theo cái tà kiến mà phải đọa xuống đó. Thấy được các cái nghiệp mà cái chúng sinh đó tạo, thấy một cách rõ ràng, thì đấy được gọi là sinh tử trí hay là thiên nhãn trí, vì nó có thể thấy được bằng cái năng lực của thiền định. Và Đức Phật cũng giảng dạy những cái pháp cho một cái người tu tập thành tựu được những cái pháp thượng nhân này, vì nó cũng có thể thấy được cái điều đó, chứ không phải là Đức Phật nói là chỉ có tôi mới thấy, mọi người không thấy. Đức Phật thấy cái gì Đức Phật có thể giảng dạy cho người khác đạt được những cái pháp thượng nhân như mình. Vậy cho nên là Đức Phật luôn luôn cho mình là một bậc thầy, là một người chỉ đường, là một bậc đạo sư, chứ không phải là một cái bậc hóa sanh chủ, sáng tạo chủ, không phải là chủ nhân của những cái chúng sinh đã sinh và sẽ sinh, mà chỉ là một cái người quan sát được các sự thật, thấy ra các sự thật, hiểu ra các sự thật, giác ngộ ra được các cái sự thật. Đấy là những cái năng lực của Đức Phật. Rồi Đức Phật nói về một cái năng lực về cuối cùng trong 10 lực. Lại nữa này Sariputta, như lai nhờ đoạn trừ nậu hoặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại, vô nậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.
Này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn trừ các nậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô nậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ Như Lai lực này. Như Lai tự nhận cho mình là địa vị Như Vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và vận chuyển pháp luôn. Thì đấy là một cái năng lực cuối cùng của Đức Phật được gọi là nậu tận trí, cái năng lực về đã đoạn trừ tất cả các cái nậu hoặc. Các cái nậu hoặc ở đây được gọi là dục nậu, hữu nậu và vô minh nậu. Những cái phiền não gì nó sinh ra ở cõi dục là dục nậu, phiền não gì mà sinh ra ở cái cõi sắc giới thì vô sắc giới là hữu nậu. Những cái nậu hoặc nào nó sinh ra ở cái sinh ra từ cái vô minh, từ cái sự không hiểu biết, thì Như Lai đã đoạn trừ hết tất cả những cái kiến sử, những cái nậu hoặc đó, thân kiến hoài nghi giới, cấm thủ dục, tham sân hận, hay là tham ái về hữu ái, vô hữu ái, phóng dật, ngã mạn, vô minh, tất cả những cái điều đó thì Đức Phật đã đoạn trừ hoàn toàn. Và Đức Phật khi đã đoạn trừ, Ngài biết rõ những cái kiến sử, những nậu hoặc này đã được đoạn trừ, biết rõ sinh đã tận, tham hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ kiến sử, đã đặt gánh nặng xuống, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Thì Đức Phật cũng như thế, cũng trở thành một cái bậc lậu tận, nên được gọi là bậc A-la-hán. Đức Phật cũng là một bậc A-la-hán, nhưng mà Ngài đi kèm với cái trí tuệ toàn giác, cho nên được gọi là chánh đẳng chánh giác. Còn những cái vị tu tập theo giáo pháp của Đức Phật cũng sẽ đi đến tuần tự cái sự chứng ngộ như Ngài, cũng sẽ thành tựu được túc mạng trí, thiên nhãn trí, nậu tận trí như thế. Và khi đoạn trừ được các nậu hoặc, vị ấy cũng biết ta đã đoạn trừ các nậu hoặc, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ hết kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Thì Đức Phật cũng sẽ dẫn dắt cho một người khác đi đến cái sự thành tựu giống như mình đã được thành tựu. Vì chính về những nhờ những cái năng lực này, chính nhờ những cái năng lực trí tuệ siêu nhân như vậy, khác thường như vậy, một cái người bình thường không thể có những cái năng lực đấy, mà chỉ có những cái bậc thành tựu những cái đạo quả chánh trí giải thoát như mới có những cái năng lực ấy. Cho nên Đức Phật nói, chính nhờ những năng lực này, Như Lai tự nhận cho mình là địa vị Ngưu Vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và vận chuyển pháp luôn. Thì Đức Phật dám chắc chắn một điều rằng ở trên thế gian không có những cái giáo pháp nào, không có cái đạo nộ, là không có một cái bậc đạo sư nào đã từng giảng dạy những cái pháp này để mà thành tựu được những cái sự chứng đắc này, mà chỉ có những cái vật chánh đẳng giác ra đời thì mới có cái giáo pháp này, mới có cái con đường này, mới có đạo nộ này, mới có sự tu tập và mới có sự thành tựu các cái đạo quả này. Điều đó là sự thật, là chắc chắn. Cho nên một vị Phật hoàn toàn tự tin nói nên các cái sự thật, không do dự, không rụt rè, không e ngại, không sợ hãi bất cứ một cái điều gì. Thì đấy được gọi là rống lên tiếng rống con sư tử. Mình biết rằng là không có một cái pháp môn nào, một cái tư tưởng nào, một cái giáo thuyết nào có thể nói ngược lại cái chân lý mà Ngài đã nói ra. Và cái Ngài chân lý thì chỉ có một và không thể có hai, và những cái điều mà Đức Phật nói nên là sự thật, là chân lý. Cho nên Đức Phật không sợ rằng mình sẽ nói sai, không sợ rằng có ai đó sẽ chỉ ra rằng là ông nói như thế này là không đúng. Vì biết chắc chắn một điều rằng ở trên đời không có một cái pháp môn nào, một cái giáo thuyết nào, một cái giáo lý nào, một cái đạo lý nào có thể nói nên được một cái sự thật đúng hơn cái sự thật này. Đó là cái sự tự tin của Đức Phật. Cho nên Đức Phật gọi là rống lên tiếng rống con sư tử. Thì ở trong cái bài này sẽ còn có những cái phần tiếp theo nói về bốn vô sở úy của Đức Phật, nói về các cái hội chúng và nói về những cái phương pháp tu đả phá những cái pháp môn tu khổ hạnh của ngoại đạo nữa. Thì cái phần đó sẽ thấy rằng này, vào buổi sau. Cái bài này rất là dài, thì rằng một buổi không hết được, rằng hai buổi mới hết được. Thì bây giờ tôi sẽ trả lời các câu hỏi. Dạ. Chúng con xin bạch sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp trình pháp ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi số 1 ạ. Câu hỏi thứ nhất của hành giả Thu Ngân Đắk Lắk ạ.
Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Con xin sư tử vi chỉ dạy cho con một trường hợp như sau ạ. Gần vườn nhà con có một khu rừng nhỏ, người chồng của con ra đó đào cây về trồng tại nhà con. Vì nặng nên chồng bảo con khiêng cây về trồng tại vườn của gia đình con. Chồng con có phạm giới lấy của không cho không ạ? Con có phạm giới không ạ? Kính xin sư, mong sư chỉ dạy cho con ạ. Con xin giới lấy của không cho, nếu như cái cây đó nó có chủ sở hữu, nếu như cái đất đó nó có chủ sở hữu thì có phạm giới. Mình nếu như mình biết rằng là cái cây này là tài sản của người khác, mình biết rõ ràng như thế rồi, mình có cái ý muốn đấy, mình cố tình lấy và mình đã lấy đi rồi khỏi cái vị trí đấy thì là phạm giới ăn trộm nhé. Còn nếu như đó là một cái cây vô chủ, một cái cây không có chủ thì không phạm giới. Đấy, thì cái quan trọng là cái cây đấy có chủ hay không. Nếu mà cây không có chủ thì không sao nhé. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con xin sư tử vi chỉ dạy thêm cho con một trường hợp như sau. Con có biết một ngôi chùa có thể do sai sót của cơ quan địa chính, một phần đất thuộc sở hữu của chùa lại được cấp nhầm bìa đỏ cho một vị cư sĩ ở sát chùa. Vị sư đã qua gặp nói chuyện mà vị cư sĩ chia kia không đồng ý chuyển phần đất đó qua bìa đỏ của chùa. Như vậy chùa có được xây dựng cốc liêu trên phần đất trên không? Kính mong sư chỉ dạy cho con ạ. Con xin thành kính tri ân ạ. Nếu mà là cái đất của chùa đấy nhà nước cấp nhầm thì bây giờ phải là cái người nhà nước đó, những người cư sĩ mới được đứng lên làm cái việc đó, là đòi lại cái đất đó, phải là một cái người tại gia, một người cư sĩ hoặc là một cái người chính quyền đòi lại đất đó cho chùa. Chứ còn những người xuất gia, các vị sư thì không được tranh chấp những cái điều đó. Thì cái điều đó như thế nào là này là cái pháp thế gian, nó dựa vào cái luật thế gian, quy định theo cái pháp luật thế gian, thì những cái người chính quyền ở đấy phải can thiệp cái việc đó. Còn những người xuất gia khi mà trong cái lúc còn đang tranh chấp thì không nên xây dựng cái gì lên đấy, vì sẽ sinh ra cái sự đấu tranh nhau, kiện cáo nhau và sinh ra cái oan trái với nhau. Thì khi nào mọi chuyện nó giải quyết xong xuôi ổn thỏa rồi thì mới làm các cái công việc ấy, nó mới được bình yên. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con bạch sư, một vị tỳ kheo nói một vị cư sĩ như sau: sư sẽ đào tạo đầy đủ tuần tự để con có thể dạy thiền. Vị ấy lại hỏi thiền sinh có muốn luyện thần thông không? Dạy thiền mà biết quán tâm của thiền sinh thì cũng hay lắm. Mặt khác, con có đọc trong một bài kinh Thế Tôn thuyết Ngài thấy sự nguy hiểm trong thần thông mà Ngài nhàm chán, hổ thẹn, gây sợ thần thông. Con thắc mắc kinh điển như vậy, sao vị sư lại hỏi thiền sinh có luyện thần thông không? Xin sư chỉ dạy cho con nên hiểu như thế nào về vấn đề này ạ. Thì nếu mà một cái vị mà tu mà cứ hướng về thần thông ấy, nó có mang cái tính mê hoặc lòng người ấy, thì cái này nó có một cái sự ám chỉ. Ví dụ một cái vị tu sĩ đó, một cái vị đó dù có thần thông, vị đó sẽ không bao giờ gợi ý để cho người khác biết rằng mình có những cái pháp thượng nhân đó. Nếu như cái vị đó cố tình gợi ý nói là như thế là để cố tình khoe thượng nhân pháp. Nếu như cái vị đó thật sự không có cái thượng nhân pháp đó, vị đó không có pháp thần thông, nhưng mà vị đó muốn người khác nghĩ rằng mình có thần thông, là vị đó đã phạm vào cái tội Balaji bất cộng trụ, bị tẩn suốt ra khỏi tăng đoàn. Đấy, nếu như vị đó mà không có nhá, là vị đó đã phạm vào một cái đại trọng vọng ngữ. Còn nếu như vị đó thật sự là có cái năng lực đấy thì vị đó cũng phạm vào một cái tội vào cái tội là nói pháp thượng nhân đối với người chưa tu lên bậc trên. Thì trong trường hợp nào thì cái vị đã gợi ý hay nói ra những lời như vậy đều phạm vào những cái giới, và cái vị đó là cái vị không giữ giới mới nói ra những lời như vậy. Còn một cái người có chân chánh tu tập, có giữ giới sẽ không nói ra những lời như vậy. Và những cái người mà có những cái pháp thượng nhân chắc chắn sẽ không phạm vào những cái giới đó. Thì những người mà đã phạm như vậy, đã nói như vậy thì chắc chắn vị đó đang nói dối, không phải nói thật được. Hoặc là vị đó bị ảo tưởng, là bị hoang tưởng, tưởng là mình có trong khi mình không có. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Galatia 11 ạ. Là con xin sư hoan hỷ giảng cho con về vấn đề những người lên đồng gọi hồn ạ.
Thực sự con thấy khi họ gọi hồn về thì hồn cũng nói có những điều đúng mặc dù họ không biết gì về người chết cả, thưa sư. Sự nên đồng thì đó là một cái chuyện rất là bình thường. Có những cái hàng phi nhân hay là các cái hàng chư thiên sống ở trên mặt đất, người ta sống ở trong các cái nhà cửa của những cái người bình thường, người ta có tuổi thọ rất là lâu, người ta biết hết về quá khứ tương lai của một người khác, nên là người ta biết tất cả những cái chuyện cặn kẽ chi tiết của một cái người khác, đó là chuyện bình thường, không khó khăn. Thì người ta nói ra được những cái chuyện đó cũng chẳng đem lại cái lợi ích gì cả. Cho nên là một cái người đời thường thấy những cái việc đó hay sinh ra cái tâm là cuồng tín, mê muội và không tốt, nên tránh xa những cái điều đó ra thì sẽ an ổn hơn. Còn nếu mà mình cứ bị lún sâu vào đấy thì mình sẽ cũng sẽ bị ảo tưởng, bị hoang tưởng, bị mê lầm. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Meta. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, con nghe sách nói những dấu chân trên con đường nhiệm màu đưa đến Phật quả của Ngài Đại trưởng lão Uyani Adidayama. Ngài chia sẻ những kinh nghiệm bản thân rằng Ngài đã niệm ân Đức Phật đủ 100.000 lần thì có điều kỳ diệu. Con kính nhờ sư chỉ dạy ạ. Niệm ân Đức Phật. Niệm ân Đức Phật thì người đấy niệm thì nó có những cái điều kỳ diệu cũng là chuyện bình thường. Và những cái điều kỳ diệu ở trong Phật Pháp thì đâu có cái gì là khác thường đâu. Ví dụ như là những cái vị đó kỳ diệu là có thể có những cái vị chư thiên người ta hoan hỷ theo. Vì rất là nhiều vị chư thiên người ta cũng hoan hỷ với cái sự niệm ân Đức Phật đó. Rồi hoặc là vị đó thấy hoặc giao tiếp với các vị chư thiên. Thì cái điều đó kỳ diệu nhưng mà chẳng có gì là kỳ diệu, đó là chuyện rất là thông thường. Một cái người không niệm ân Đức Phật mà người ta, người thông thường khác người ta cũng có thể có những điều đó thì có sao đâu. Và đâu có phải lấy cái đó là mầu nhiệm. Cái mầu nhiệm ở trong giáo pháp của Đức Phật là khi nào vị đó phải đoạn trừ được cái phiền não tham sân si, đó mới là mầu nhiệm. Còn mầu nhiệm như là chỉ thấy được những cái năng lực siêu nhiên, những chúng sinh vô hình khác mà coi là mầu nhiệm thì đó lại rất là hạn liệt, không cao thượng. Người cao thượng là làm sao phải giác ngộ được chân lý, đoạn trừ được phiền não và chấm dứt khổ đau. Đó mới là vi diệu và mầu nhiệm của Pháp Phật. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Con có duyên gặp sư một lần ở chùa An Lạc nghe Pháp, con rất xúc động. Dạ, thưa sư, sư có nhận đệ tử xuất gia không ạ? Đệ tử xuất gia thì nếu mà là một cái người có cái tâm xuất gia, mình không nên hỏi qua cái sự trình pháp như thế. Ví dụ như là một cái người mình muốn xuất gia với một cái vị thầy nào đó, trước tiên mình nên đến đó thân cận ở đó một thời gian, mình thấy có phù hợp không, thấy vị thầy đó có hợp với mình không, con đường tu tập như vậy, môi trường như vậy có phù hợp không, lúc đấy mình hẵng xin xuất gia, xin là thầy có nhận đệ tử xuất gia không. Còn mình nên đến để tập sự trước rồi hẵng xin xuất gia sau, mình không nên xin trước rồi mới đến tập sự sau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Pháp Tâm. Dạ, con thưa sư, một người câu cá để tiêu khiển, khi cá cắn câu thì vui mừng như được chiến lợi phẩm và mang về làm thịt ăn. Với những vị này thì quả báu sẽ như thế nào ạ? Còn một người câu cá chỉ để mưu sinh kiếm sống hàng ngày thì quả báu sẽ thế nào ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Thì cái quả báo của một cái người tiêu khiển đấy sẽ nặng hơn. Tức là mình đang vui thích trên cái sự đau khổ của một cái chúng sinh khác. Thì cái người đấy cái nguy cơ đọa vào địa ngục hay là nhiều lần tái sinh vào đọa xứ sẽ lớn. Bởi vì những cái tâm bất thiện đó nó khởi lên quá mạnh. Nó khởi lên liên tục. Ví dụ như là cái người đấy có cái sự hoan hỷ trong cái pháp bất thiện. Thì nó tạo ra những cái tâm hoan hỷ đó, những cái nội trình tâm, những cái chập tâm nó khởi lên rất nhiều lần. Và nó những cái tâm sở nó tạo cái nghiệp đó rất là nhiều, nó khởi lên liên tục nhiều lần như vậy. Rồi sau này để bị đó nhớ, mỗi lần nhớ đến những cái nghiệp bất thiện đó thì cái nghiệp bất thiện đó nó lại tăng trưởng lên nữa. Còn những người mà người ta làm những cái việc đó chỉ vì kiếm sống thôi,
thì người ta làm với một cái tâm nó không có chú trọng, không không có quá là mạnh mẽ, thì cái nghiệp đó nó sẽ nhẹ hơn. Người ta chỉ vì cuộc sống thì nghiệp đó nhẹ hơn. Còn những người mà hoan hỷ thích thú ở trong đó thì cái nghiệp nó nặng hơn. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Xen Trắng ạ. Dạ, con xin kính bạch sư ạ, một vị cư sĩ hay là sa di đang tu tập trong thời gian thử thách vì mắc những lỗi lì trong giới luật mà không được mặc áo tu nữa hoặc phải cho lời khỏi chùa. Một vị cư sĩ hoặc sa di mà bị rời khỏi chùa thì ví dụ như là nó có những cái quy định, có những người được xuất gia, có những người không được xuất gia, có những người không được xuất gia nên bậc trên chẳng hạn. Ví dụ như có cái bị quy định như Đức Phật quy định đó, như là một cái gia, ví dụ như là một cái người ái nam ái nữ, người đấy sẽ không được xuất gia. Hay là cái người mà phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng, có những cái tà kiến, hoặc là trong khi tập sự vị đó có những cái thói hư tật xấu ở thế gian, như là vị đó còn ưa thích như sát sinh, hay là phạm vào những cái giới như là trộm cắp, hành dâm, dối trá, uống rượu chè, hay là còn có những cái tâm, những cái hành động, những cái lời nói, những cái hành vi không chân chánh tu tập, thì cái vị đó có thể là sẽ không được xuất gia nữa. Nó còn tùy theo từng hoàn cảnh, từng trường hợp. Nhưng mà đại đa số thì có những người thì do người ta tự ý, người ta không tu tập nữa, có thể là tu tập một thời gian rồi người ta cảm thấy cái môi trường không phù hợp, hay là người ta không hòa hợp với những người xung quanh, người ta đi tìm một cái môi trường khác phù hợp hơn. Thì cái điều đó gọi là cái sự lựa chọn, mỗi người có cái quyền lựa chọn, là một cái vị đệ tử có quyền lựa chọn những vị thầy, có quyền lựa chọn những chú xứ. Người ta có thể tu tập ở chú xứ này, cũng có thể người ta rời chú xứ này, người ta đi chú xứ khác. Cũng có những người thì người ta tu theo cái hạnh đó là người ta không có chấp vào một chú xứ, người ta ở đây thời gian, ở chỗ khác một thời gian, người tu tập với vị này thầy này một thời gian, với vị thầy khác một thời gian. Thì cái điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cái quyền của mỗi người. Còn những cái vị mà bị ép phải đi thì đa số là phải phạm vào một cái điều gì đó, làm một cái việc gì xấu, không được phép của người tu tập thì mới ép phải ra đi. Còn lại thì nó rất nhiều nguyên nhân, mình không thể nói hết đâu. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính bạch sư, mong sư hoan hỷ giảng cho con, khi một người Phật tử không làm trọn vẹn được chữ hiếu để tránh va chạm khởi lên tham sân si mà phải ở riêng nhưng vẫn không hóa lại được những nghiệp duyên, vậy có cách nào để hóa lại từ xa không ạ? Người đó nếu sau này làm phước và sám hối hồi hướng đến bố mẹ thì người quá cố có nhận được hay hoan hỷ bỏ qua không ạ? Khi chúng con gặp phải nghịch duyên thì nên nhẫn nhịn và ở yên hoàn cảnh đó hay rời xa để tu tập ạ? Này nó còn tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái duyên, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, mình nên xử lý thế nào cho nó phù hợp, cho nó hài hòa, cho nó có lợi ích cho đối với cả hai thì sẽ tốt hơn. Đương nhiên là nếu như mình nhận ra được những cái nỗi lầm của mình, là nỗi lầm mình biết là mình là người bất hiếu, mình có cái tâm sám hối là đúng, mình có cái sự sám hối đó. Còn người đã chết rồi có nhận được được thì mình không thể biết được, cho nên là cái điều đó cũng không quan trọng, miễn là có cái tâm sám hối là đã được rồi. Còn làm những cái việc gì để có để hóa giải thì cái này mình chỉ có thể là làm những cái việc phước này, trong đó mình hồi hướng cái phước đó đến cho cả những cái người thân còn hiện tại hay đã mất, hoặc là mình sám hối bằng cái cách nữa đó là mình tu tập. Có những người mình cảm thấy nỗi lầm một cái điều gì đó mà mình muốn hóa giải cái nỗi lầm đấy thì bằng cái cách đó là mình tu tập thọ trì giới, ngũ giới, bát quan trai giới, thực hành những cái khóa tu ngắn ngày hay dài ngày, mình có thể tốt hơn nữa thì mình thọ trì những cái pháp tu cao hơn, thiền chỉ thiền quán nữa, rải tâm từ đến mọi người nữa, thì nó có nhiều cách như vậy, mình có thể lựa chọn cách nào tốt nhất được.
Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính bạch sư. Phật tử tại gia chúng con học thực hành hạnh xả ly, ly tham đoạn diệt, nhưng khi sống ở lửa thế gian, trong công việc chúng con không tránh khỏi những tính toán kế hoạch trong công việc. Cuộc sống khi biết trước việc đó ảnh hưởng đến mình, khi mình can thiệp tạo tác để xử lý tốt cho việc mình thì có phải là tham không ạ? Không nhá. Tham nó đôi khi mình khó có thể hiểu được cái tâm tham là khi mình ham những cái dục lạc ở thế gian. Ví dụ như là mình mắt mình nó tham ái đối với cảnh sắc, tai nó tham ái với âm thanh, mũi tham ái hương, lưỡi tham ái vị, thân tham ái với cái sự xúc chạm, tức là mình tham ái những cái ngũ dục thì nó mới là tham. Hoặc là mình yêu mến cái thân của mình, tâm của mình, những tài sản của mình, những người thân của mình, đó cũng là tham ái, ái luyến. Nhưng mà đôi khi vì mình làm một cái việc gì đó hay một cái công việc chính đáng vì cái sự lợi ích cho mình và cho người khác, ví dụ như có những người người ta tham làm việc phước, thì cái đấy nó lại không phải là tham, mà cái đấy nó là cái tâm, nó cũng là cái dục, là cái ước muốn, nhưng mà nó là cái ước muốn cao thượng. Nên là đôi khi mình muốn làm những cái công việc này kia, mình tân tấn trong cái sự thực hành những cái công việc đó, thì nó không gọi là tham. Có những người người ta rất là tích cực trong khi làm những cái việc chính đáng, việc thiện, tích cực trong cái sự học pháp, hành pháp, thì đó không phải là tham nữa. Mình không được hiểu cái tâm tham nó chỉ khi nào nó đi với những cái ước muốn xấu thì nó mới là tham. Còn đôi khi mình có những cái ước muốn tốt thì nó không phải là tham. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quang Minh ạ. Dạ, con thưa thầy, con vẫn chưa hiểu là khi niệm mà phải hiểu nghĩa của ân đức Phật để mà niệm là như thế nào ạ. Cho nên khi niệm ân đức Phật, con thường niệm cả ân đức cùng với ý nghĩa của ân đức đó. Ví dụ như là A-la-hàm là bậc cao thượng, có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng để thọ nhận lễ bái cúng đường của chư thiên, phạm thiên và nhân loại ạ. Dạ, kính xin sư đại đáp giúp con ạ. Đúng rồi đấy, niệm ân đức Phật là phải thế. Niệm ân đức Phật là đấy là cái pháp tuệ tưởng niệm. Mình phải tưởng nhớ đến những cái ân đức đó. Mà ân đức Phật thì rất là thâm sâu, rất là rộng lớn đấy. Thì khi mình niệm nên cái danh từ đấy, và mình vẫn phải tưởng nhớ đến cái ý nghĩa của các cái danh từ đấy thì nó mới thành ân đức Phật. Chứ còn nếu như là mình chỉ niệm mỗi cái danh từ không, A-la-hăng không, thì nó chẳng khác gì người niệm thần chú cả, nó không có ý nghĩa gì. Thì lúc đấy nó không phải là ân nữa, không phải là niệm ân đức Phật, mà là niệm danh hiệu Phật, niệm tên, niệm chú. Thì nó không đạt được cái sự hỷ lạc, nó không đạt được cái sự hân hoan, hoan hỷ, và nó không đạt được cái sự định tĩnh, không đạt được cái tâm thanh tịnh cao thượng được. Mỗi cái pháp môn tu đó lại có những cái sự mình phải vận dụng một cách khác nhau. Mình không phải là cái pháp nào nó cũng như cái pháp nào. Niệm ân đức Phật khác, niệm về hơi thở khác. Thì phải, còn khi mình thực hành đến các cái pháp thiền tuệ, thiền quán, mình còn phải phân tích, còn phải quán tưởng nhiều nữa. Mỗi cái pháp thiền ấy còn có những cái cách tu tập để thực hành khác nhau. Thì đấy cũng nó vẫn là niệm. Niệm là tưởng nhớ đến các ân đức của Phật là niệm. Mà ân đức của Phật rất là nhiều, rất là rộng lớn. Mình phải tưởng nhớ rất là nhiều và rất là rộng lớn các ân đức đó thì mới là niệm ân đức Phật. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thái Nguyễn. Dạ, xin sư hoan hỷ cho con hỏi nghiệp gì lấy phải người chồng thường xuyên ăn nhậu, chửi bới, đánh đập vợ con ạ. Con xin chi ân sư. Nghiệp mà lấy phải người chồng ăn nhậu, đánh đập vợ con. Nghiệp này thì nó cũng là một cái nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện có thể là do mình trước kia mình cũng thường xuyên ăn nhậu, hành hạ những người khác. Nói chung là mình cũng từng gây cái khổ cho người khác, thì bây giờ lại có cái người khác gây khổ cho mình. Chứ không phải là ngẫu nhiên nó. Còn cái nghiệp gì chính xác rõ ràng thì không thể nói được. Nhưng mà nó là do cái quả của một cái nghiệp xấu. Những cái nghiệp xấu này cũng là do mình có thân cận với lại những cái người xấu. Mình
không thân cận với những cái bậc chân nhân, mà do mình có cái sự thân cận với những cái người không chân nhân, tức là có cái tâm mà khi mà mình cộng trú với một ai đó thì mình phải có một cái tư tưởng ưa thích cái hội chúng đấy. Ví dụ như là mình ưa thích những cái người nào, ưa thích cái hội chúng nào, ưa thích cái bạn bè nào, thì mình mới cộng trú với những cái hội chúng đấy. Ví dụ những cái người mà chơi cờ bạc rượu chè thì người ta phải thích thân cận, thích gần gũi, thích giao du với những cái người cờ bạc rượu chè đó. Những cái người mà trộm cắp hay gây sự đánh nhau thì người ta cũng thích thân cận với những người có cùng cái hành vi tư tưởng đó. Những người tu tập thì lại thích thân cận gần gũi với những người tu tập. Vậy thì đấy cũng là do mình có cái cộng nghiệp, có cái cộng trú, có cái sự tức là mình có cái sự thân cận đối với những cái người mà người ta có những cái tánh đó, cái tánh cờ bạc rượu chè đó, do mình không có cái sự nhàm chán đối với những cái tánh xấu ở trên đời. Ví dụ như là một cái người có cái sự nhàm chán đó, mình thấy những cái người nào mà có cái sự bất thiện, như là thích chơi bời, thích rượu chè, ham chơi, gây sự đánh đập, thì mình phải có cái sự nhàm chán, ni tham, không ưa thích gần gũi những cái hội chúng đấy. Thì bây giờ mình đã không cộng trú với những người như vậy. Vậy thì đó là do mình đã từng ưa thích những cái hội chúng như vậy, ưa thích những thân cận với những người như vậy, cho nên là bây giờ mình mới cộng trú với những người như vậy. Thì nếu bây giờ mình cảm thấy nhàm chán thì mình phải sống khác, mình phải thay đổi hoàn toàn. Mình phải hướng về làm những cái việc thiện, hướng về cái sự thân cận những bậc chân nhân, lắng nghe giáo pháp, và có cái ước nguyện, có cái ước muốn, đó là đời nào sinh ra mình cũng thân cận những bậc chân chánh đạo đức, không thân cận là không thân cận với những người tiểu nhân, những người ham chơi, những người bất thiện nữa. Thì cái nghiệp đấy nó chỉ hóa giải được ở tương lai, chứ bây giờ nó đã cho thành quả rồi. Giờ mình đang phải trả những cái quả này thì mình không thay đổi được, nhưng mình chỉ có thể gieo được cái nhân cho tương lai mà thôi. Dạ, con Bạch Sư ạ. Con thưa sư, hiện nay câu hỏi còn khá là nhiều ạ. Con xin phép và để buổi sau ạ. Con cho hỏi thêm một số câu nữa, 15 phút nữa. Dạ, con Bạch Sư ạ. Con xin đọc câu hỏi từ hành giả Trần Hà. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, con có một số thắc mắc khi con hành thiền. Con xin sư chỉ dạy giúp con ạ. Dạ, thưa sư, khi con hành thiền ở chùa thì con thấy ánh sáng khi phát triển nó rất rực rỡ, như con đang lọt vào giữa một vùng trắng xóa như tuyết, mênh mông, cảm thấy không có biên giới, nhưng chung quanh bất động, phẳng lặng và không thay đổi. Còn hiện giờ con hành thiền ở nhà thì ánh sáng rực rỡ nhất nó không trắng sáng được như thế, mà nó lại chuyển động theo điểm sáng, giải sáng hoặc vùng sáng. Vậy thưa sư, cho con biết ánh sáng phát triển nhất là thế nào ạ? Thì ở cái giai đoạn đấy là mình mặc dù có thấy ánh sáng, nhưng mà cái ánh sáng này nó còn yếu, nó chưa rõ ràng, chưa mạnh mẽ. Thì cái sự quan sát như vậy, đi theo ánh sáng như vậy là sai, và nó sẽ làm cho ánh sáng đó kém, không phát triển thêm được. Thì ở cái giai đoạn đấy phải nằm nơ, bất ngờ, không quan tâm đến cái hình dáng, màu sắc của ánh sáng đó, mà vẫn quan tâm đến hơi thở. Thì nhận biết hơi thở thôi, đừng nghĩ gì đến cái ánh sáng, cứ để nó tự nhiên. Nó có màu gì mặc kệ, nó có hình dáng thế nào mặc kệ nó. Mình không so sánh ở chùa với ở nhà, không so sánh quá khứ với hiện tại. Mình cứ biết cái hiện tại đấy thôi, và cứ thực hành như vậy. Nó thay đổi như thế nào mặc kệ nó, đừng có quan tâm. Thì phải thực hành như vậy thì nó mới đúng. Còn mình còn so sánh, còn quan sát, còn phân tích thì nó sẽ còn sinh ra nhiều cái loạn tưởng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp từ hành giả Trần Hạ. Thưa sư, theo con hiểu, khi hành thiền mình nỗ lực chánh niệm trên đề mục là để phát triển cho tâm sở niệm được liên tục phát sinh, và khi có tâm sở niệm thì cũng có 19 tâm sở thiện được phát sinh. Do đó mình tạo ra được tốc hành tâm là tâm thiện hợp trí, và đó sẽ cho quả là các tâm thiện hợp với trí lục giới. Thưa sư, con hiểu như vậy có đúng không ạ? Và sau thời thiền, con thường nguyện các phước lành giúp con đoạn trừ được các lậu hoặc trầm luân, và là duyên lành thành tựu được niết bàn trong ngày vị lai. Thưa sư, vậy các tâm thiện lục giới đó có phải là các ba la mật mình cần được tích lũy không ạ?
Đúng rồi, nó có những cái tâm thiện dục giới, nó cũng tạo ra thiện nghiệp dục giới. Những cái ước muốn đó là có được, nhưng mà mình phải có cái ước nguyện, cái mong muốn là mình đạt được những cái tâm sắc giới và đạt đến những cái trí tuệ phân tích tuệ Vipassana để đạt đến tuệ siêu thế cơ. Thì cái mình phải ước muốn như vậy để mình nỗ lực cố gắng thêm, chứ mình không nên hài lòng an phận ở những cái tâm thiện dục giới đó. Dạ, con thưa sư, tiếp câu hỏi từ hành giả Trần Hà. Dạ, trong cuộc sống hàng ngày, mình luôn chú ý đến những suy nghĩ của mình. Nếu thấy những suy nghĩ như so sánh hơn thua, lo lắng, tiềm hị, tị hiềm, vân vân, mình nhận biết và chuyển ngay suy nghĩ của mình về hơi thở, thì đó có là lúc mình cắt được tâm bất thiện và tâm thiện hợp chí phát sinh. Nếu cố gắng liên tục như vậy, có phải mình vẫn đang hành thiền trong sinh hoạt không ạ? Vì con cảm thấy trong sinh hoạt hàng ngày con vẫn thường chú tâm vào hơi thở và thấy trạng thái của cơ thể mình giống như lúc trạng thái con hành thiền. Tức là con vẫn thấy cơ thể nó cứ lâm lâm và như có một tấm màng vô hình nhưng rất chắc chắn chặn những lời nói thầm thì trong đầu con để nó không phát sinh. Làm vậy được, cứ làm như vậy cũng được. Đã. Và một người nếu có được nguyện vọng được giải thoát thì cần luôn cố gắng tạo được các thiện tâm hợp trí, đó là mình đang tích lũy các ba la mật cho ngày vị lai, đúng không ạ? Dạ, con tính tri ân sư. Đúng rồi. Dạ, thưa sư, hết phần câu hỏi hôm nay. Dạ. Hết rồi. Dạ, thưa, còn cũng khá câu hỏi nữa, nhưng mà tiếp. Dạ, tiếp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Chi ạ. Dạ, con thưa sư, tại sao niệm ấn đức Phật lại không niệm về ấn đức Như Lai ạ? Ấn đức Như Lai, tại vì ấn đức Như Lai nó trùng với ấn đức Thế Tôn, Như Lai Tathagata, nó trùng với cái ấn đức Bhagavā. Thì Như Lai có nghĩa là người đã đến, đã đi đến mục đích, đã đi đến. Thì trong cái ân đức Bhagavā Thế Tôn cũng có cái ân đức đó, cũng có cái ý nghĩa như thế, là người đã đi đến, đã đến giải thoát giác ngộ, đã đến bờ bên kia. Vì nó tự trùng nhau vậy cho nên là không cần niệm ân đức Như Lai nữa, chỉ cần niệm ân đức Thế Tôn là đủ. Là con thưa sư, đức Phật chỉ thành Phật ở cõi người, vậy đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực là cõi người như chúng ta phải không ạ? Phật chỉ thành Phật ở cõi người, mà cõi người thì có khổ có vui, vì vậy cho nên là nếu như cõi người này mà là cõi cực lạc rồi thì Đức Phật đã không cần ra đời nữa. Thì cõi đời có nhiều cái nỗi khổ nên là cái giáo pháp Đức Phật chỉ hướng đến giải thoát khổ đau thôi. Thì nếu như mà cuộc đời đã là cực lạc rồi thì còn cần gì phải giải thoát nữa cơ, đấy mà hưởng cái cực lạc thì cần gì Đức Phật phải ra đời. Nên cho nên là Đức Phật thì ra đời ở cái cõi thế gian, bởi vì cõi thế gian này vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn, nên Đức Phật chỉ ra đời ở cái cõi người. Mà cõi người thì không có sầu bi khổ ưu não, có sinh già bệnh chết, có cầu bắt đau khổ oán tăng hội khổ, có những cái nỗi khổ về chiến tranh dịch bệnh thiên tai tai nạn. Vậy thì cõi người này không thể là cõi cùng nạc được, cõi người này thì cực khổ nhiều, cực nạc ít. Thì Đức Phật chỉ ra đời thì nếu mà pháp của Đức Phật nói chỉ ra đời ở cõi người, vậy thì Đức Phật không thể ra đời ở cái cõi khác được. Còn kinh Di Đà thì đó là một cái hệ kinh phát triển, đó là một cái pháp môn phương tiện muốn hướng dẫn một cái người ở ngoại đạo đi vào trong đạo phát triển về sau. Người mà phát triển ra những cái kinh đó thì đều có cái ý là dùng cái pháp môn phương tiện đó để dẫn dắt những người ngoại đạo trở về trong đạo, sau đó thì lại cho tu tập. Cho nên là trong kinh Di Đà vẫn nói về đến cái chúng sinh ở cái cõi cực lạc vẫn tu tập những pháp ngũ căn ngũ lực, các bồ đề phật bát chánh đạo phận đó. Chim cao lăng tần già thuyết những cái bài pháp đó, thì ngũ căn ngũ lực là những cái pháp mình có thể tu tập được ở cõi người này, và những người nào đang thực hành các cái pháp thiền chỉ quán đó, thì một cái người nào tu tập ngay ở cõi đời này mình có thể tu tập được những pháp môn ấy, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phật bát chánh đạo phận đó, và đi đến niết bàn ngay được ở cõi người này. Mình không cần phải đi lòng vòng qua cõi cực lạc nó mới chứng niết bàn, có thời gian cứ
tập ngay ở đây và chứng Niết Bàn cũng được. Sinh về cõi trời tu tập chứng Niết Bàn cũng được. Về các cõi Phạm Thiên tu tập chứng Niết Bàn cũng được. Còn cõi Cực Lạc ở đâu thì sư cũng không biết. Dạ, con thưa sư, Bồ Tát thì chỉ sinh làm người nam, vậy tại sao ở các chùa Việt Nam lại thờ Bồ Tát là người nữ ạ? À, vẫn câu hỏi của hành giả Tuệ Trí ạ. Một khi một vị Bồ Tát mà đã được thọ ký, tức là được một đức Phật thọ ký cho, ví dụ như là Bồ Tát Sumedha cách 4 kiếp 100.000 đại kiếp gặp đức Phật Nhiên Đăng Dipankara, đức Phật Dipankara Nhiên Đăng đó thọ ký cho vị này tương lai sẽ thành Phật Gotama. Kể từ lúc được thọ ký cho cái niềm tin của vị đó mạnh mẽ, xác quyết vị đó sẽ thành Phật trong tương lai. Kể từ khi đấy vị đó không bao giờ tái sinh làm thân nữ nhi nữa. Nhưng mà trước đó, tức là một vị Bồ Tát phải trải qua một thời gian rất là dài, như là chỉ là tăng cái kiếp là âm thầm phát nguyện ở trong tâm. Thì lúc đấy cũng mình vị đó chỉ âm thầm phát nguyện trong tâm thôi. Sáu an tăng kỳ kiếp có thể tuyên bố thành lời, tôi sẽ tu tập để chứng thành Phật quả trong tương lai. Thì đấy cũng là Bồ Tát. Thì những hàng Bồ Tát đó là những hàng Bồ Tát còn thối nuôi, còn thoái chuyển, chưa được thọ ký. Thì vị đấy có thể tái sinh làm người nữ thì có thể có. Ví dụ như là bây giờ tất cả những người Phật tử nữ này, những người nữ mà đang nguyện thành Phật, đấy là Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát cũng là một cái hình tượng của Phật giáo phát triển, mới phát triển ra ở, chắc là bên Trung Quốc, bên Trung Hoa, vì muốn cho cái hình ảnh của một cái vị Bồ Tát gần gũi với nhân gian, giống như người mẹ hiền thì nó có cái sự gần gũi đối với con cái hơn là người cha lạnh lùng, người mẹ thì tình cảm. Ý muốn nói là đạo Phật rất là tình cảm với mọi người, hãy đến đây để mà học và thực hành giáo pháp. Ý muốn nói như thế, cho nên là mới dựng nên hình tượng Bồ Tát là người nữ. Còn thực ra khi đã là Bồ Tát được thọ ký rồi thì phải là người nam, mà là một người nam nhưng vẫn còn ở trong sinh tử, vẫn đang vun bồi các ba la mật, vẫn tái sinh làm vào các cõi ở trong sinh tử. Có lúc làm người chư thiên phạm thiên, cũng có khi đọa vào địa ngục súc sinh, đều có thể tái sinh hết. Đấy là Bồ Tát là như vậy. Dạ thưa sư, mình tiếp tục. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Hải ạ. Dạ con bạch sư, tại sao ngày nay các sư không đi khất thực như thời Phật ạ? Đi khất thực thì nếu mà ở những cái nơi mà cái việc đi khất thực này là do văn hóa từng vùng miền, có những nơi các sư vẫn đi khất thực, ví dụ ở Thái Lan, ở Miến Điện, các cái nơi Phật giáo quốc giáo thì các sư hàng ngày vẫn đi khất thực là chuyện bình thường. Còn ở một số quốc độ, ví dụ như ở Việt Nam này chẳng hạn, mà bây giờ một cái vị sư đi khất thực sẽ có rất nhiều những cái vị sư giả, người ta bắt chước, người ta đi khất thực, người ta xin tiền, xin những cái giống như là những người hành khất ăn xin, nhưng mà người ta đóng giả sư, người ta xin cho được nhiều hơn thì người ta lừa gạt mọi người. Chính vì vậy cho nên là cái nhà nước mới cấm, nhà nước để phòng tránh cái sư giả đi ăn xin đầy ngoài được, làm mất hình ảnh của một cái người tu thật, cho nên là mới không cho các vị sư đi khất thực ngoài nữa. Nhưng mà một số người thì một số địa phương, một số vị sư vẫn có thể đi khất thực được. Vẫn khất thực là một cái nét văn hóa, sinh hoạt văn hóa của Đức Phật chế định người xuất gia đi khất thực. Nếu như mà cái nơi nào đó có thể tức là có thể hoan hỷ với cái việc đi khất thực cho những cái vị sư đi khất thực, mà chỉ có bên truyền thống Phật giáo Nam truyền mới đi khất thực thôi. Bên truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì ít đi khất thực mà tự nấu ăn. Vì cái người không tích trữ thức ăn, không có tự nấu ăn theo đúng cái giới luật của Đức Phật Nguyên Thủy thì mới có cái văn hóa đi khất thực. Còn vì có những cái vùng miền không được phép đi khất thực, cho nên là các sư phải đi bát ở trong chùa mà không đi bát ở trong nào. Thì khác nhau thế thôi. Dạ con thưa sư ạ, người Phật tử tại gia có nên lập ban thờ không ạ? Và nên thờ Phật như thế nào ạ? Ban thờ Phật không ạ? Dạ. Người Phật tử tại gia vẫn có thể lập những ban thờ được. Ví dụ như là ở trong một cái ngôi nhà mình mà có một cái phòng thờ riêng thì mình nên lập một cái ban thờ Phật rất là trang nghiêm. Ban thờ Phật bằng cách đó là mình có một cái bàn thờ, có thể
hình một pho tượng Phật hoặc là một bức tranh Phật, mình đặt lên trên cái ban thờ đó, thế là xong thành cái ban thờ Phật. Rất đơn giản như thế thôi. Còn cái việc là mình có bốc một cái bát hương để hàng ngày mình cắm hương hay không là do mình muốn có bát hương để cắm hương thì mình mua một bát hương về mình bỏ cho vào đóng để mình cắm hương, mình dâng hương cúng dường Đức Phật tùy tâm, chứ không phải là có cái hình thức gì huyền bí siêu nhiên hết, mình làm do mình tự làm được hết. Hoặc là mình làm cái nọ hoa, mình cắm hoa để cúng Phật, dâng nước cúng Phật. Tức là mình có thể dâng cúng Phật bằng hương, bằng hoa, bằng đèn nến, trái cây, bằng vật thực. Mình cúng Phật bằng cái gì cũng được tùy tâm mình. Khi lễ Phật nó tạo ra cái phước cung kính. Khi mà mình cúng dường Phật tạo ra cái phước cúng dường. Khi mà mình học Pháp, mình nghe Pháp, mình tu tâm thì nó tạo ra từ những cái phước tu tập. Nếu mình có hình Phật ở trước thì mình sẽ dễ phát triển lên những cái tâm thiện cao và mình sẽ phát triển nhanh chóng tiến bộ trong cái con đường tu tập đi đến giải thoát và cũng như tiến bộ trong những cái phước này. Có hình tượng Phật ở trong nhà, tự nhiên mình cảm thấy mình rất là giống như là mình thân cận với Phật, cái tâm mình tưởng về Phật rất là nhiều. Vậy cũng sẽ là cái động lực chế ngự những cái tâm bất thiện, những cái hành động bất thiện, những cái sự rể ruôi phóng dật của mình. Thế những người nào muốn tiến bộ để tạo phước hay để tu tâm thì cũng đều nên lập ban thờ Phật ở trong nhà mình. Đó là cái ruộng phước điển tối thượng. Nếu người nào bỏ qua điều đó thì mình sẽ hối hận sau này. Dạ, con thưa sư, còn hai câu hỏi nữa. Dạ, con thưa sư, câu hỏi từ hành giả Pháp Tâm ạ. Dạ, con kính bạch sư giải đáp một vài câu hỏi giúp con ạ. Dạ, con thưa sư, trong buổi giảng mới đây sư có đề cập đến các loại khổ mà hiểu ở pháp tục đế như sinh là bệnh chết là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu bất đắc là khổ, oán tắng hội khổ. Vậy như thế nào là khổ bất đắc và thế nào là oán tắng hội khổ ạ? Cầu bất đắc khổ, ví dụ như là một cái người đó mình mong cầu một cái điều gì đó rất là thông thường ở trên thế gian này, cầu danh, cầu lợi, cầu tiền, cầu tài, cầu nhà, cầu cửa, cầu con, cầu cái, cầu những cái gì đó mà mình không đạt được những cái điều đó thì là mình khổ, khổ vì cái sự cầu không, cái sự mong cầu của mình không thành tựu. Có những cái người mà mình đã cất công gian khổ làm bao nhiêu năm trời, mình muốn được cái điều đó mà mình không thành tựu được, cho nên là khổ. Cái điều đó rất là thông thường ở trên thế gian, ai cũng từng trải nghiệm qua những cái điều mà mình mong cầu không đạt được, nó diễn ra thường xuyên hàng ngày. Còn oán tắng hội khổ là khi mà mình phải sống chung với một cái người mà mình với người đó không hòa hợp, không có cái tình cảm với nhau mà luôn luôn có cái sự oán ghét nhau, có cái sự chống đối nhau, có cái tư tưởng nó bất đồng nhau, cho nên là cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, nói xấu nhau, hiềm hận nhau, thì đó là một cái nỗi khổ gọi là oán tắng hội khổ. Dạ, con thưa sư, trong hoàn cảnh khổ con vừa nêu thì người Phật tử phải tu tập thế nào để có thể chấp nhận cái khổ đó, đối diện với nó và thoát khổ ạ? Cái khổ đấy nó khởi nên thì mình tu tập tất cả những cái pháp môn nó đều chế ngự được cái tâm khổ này, nó là sầu bi ưu não. Cho nên là mình có cái tâm sân thì mình sẽ khổ, mình diệt được tham với sân đi. Ví dụ cầu ấy là tham thì mình diệt được cái tham đi. Ví dụ như mình thực hành các pháp thiền chỉ như là niệm về hơi thở hay là quán về sắc chết tử thi, thì những cái tâm ấy nó cũng chế ngự được cái tâm tham, mình cũng bớt cái mong cầu, quán về sự chết hay là quán thực hành được các pháp thiền tuệ, thấy ra được cái sự vô thường của vô ngã nữa, thì mình cũng giảm bớt cái tâm mong cầu đi. Mình thấy nó là vô thường của vô ngã nên mình bớt cầu thì nó sẽ bớt khổ. Mình có được cái tâm từ, nó tăng lên cái tâm sân nó hết đi thì mình sẽ hết oan trái, oan táng mọi người. Tu tập cái pháp về kham nhẫn, tu tập cái từ tâm, tu tập cái xả tâm thì nó sẽ bớt đi được cái oan táng hội khổ. Những cái pháp tu tập những cái pháp nào nó cũng đi đến ni tham, ni sân, ni si thì nó sẽ hết khổ. Là kính thưa sư ạ, có một người quen nói với con rằng họ không tin vào cúng bái cũng như kêu gọi hồn phước. Họ chỉ thấy cái trước mắt mới tin và thấy tận mắt thì sẽ tự bố thí mà không cần ai kêu. Và vị ấy cũng nói rằng vị ấy dám mắng Phật vì vị ấy cho rằng đã là Phật thì không chấp nhất các việc đó. Là con bạch sư, như vậy thì vị đó phạm tà kiến ở loại gì ở hai vấn đề con vừa nêu ạ?
nếu vị đó không sám hối thì quả trong tương lai sẽ thế nào ạ? Kính xin sư cho con thêm cách để con khuyên bảo và giúp đỡ vị ấy ạ. Con xin thành kính tri ân ạ. Vị đấy sẽ mắc vào cái tăng thượng mạng, tức là cái vị đấy chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục, đọa vào những cái địa ngục rất là sâu và chịu những cái nỗi khổ bao rất là lâu dài. Nếu như vị đó không từ bỏ cái tư tưởng đấy, không từ bỏ những cái phát ngôn đấy, thì vị đó sẽ mắc vào những cái đại trọng về vọng ngữ, đại vọng ngữ. Thì sẽ cái quả báo của vị đó thì chắc chắn sẽ là vô cùng khốc liệt và khổ đau ở trong tương lai. Thì nếu như cái vị đó phải biết là cái vị đó nếu như mà đã tu ngang với Phật thì vị đó có tam minh lục thông, có tứ tuệ phân tích, có những cái pháp thượng nhân thù thắng như Đức Phật không? Vị đó có đoạn trừ được hết các cái nậu hoặc, cái phiền não như Đức Phật không? Hết các ngã mạn như Đức Phật không? Vị đó nói là ngang với Phật thì bây giờ vị đó hãy thể hiện những cái năng lực phi thường như Đức Phật xem, vị đó có làm được không? Đó chắc chắn là đó là một phàm nhân ngu si mà ngạo mạn, không thể nào làm được những cái điều gì như Đức Phật, thì đó sẽ chịu những cái bất hạnh rất là khổ đau ở trong tương lai do những cái phát ngôn đó.